Dân gian Ngụy Văn Thực Lục chương 217 Sát quan Chú Trần Chuyện gì thế? Mí mắt tôi giật không ngừng Bà nội tôi và từ thi vũ ban nãy vẫn còn đang yên đang lành Lúc này tại sao lại thành khóc như thế này? Trần mù thì mặt mày tái xanh Lão đột ngột vỗ mạnh một chưởng lên trên linh đường Rầm một tiếng vang lên Bên trong gian nhà chính Tiếng khóc của bà nội tôi và từ thi vũ đã ngừng lại bà nội hơi đỡ hơn một chút sờ sờ lên mặt mình rồi lại mím môi không nói lời nào từ thi vũ thì hoảng loạn không biết làm sao cô ta rõ ràng là muốn chạy ra ngoài trần mù đột nhiên lại quát lên một câu không được ra khỏi cửa gian chính lưu âm bà bà trông chừng con bé dương sai này mẹ thập lục không muốn đi lần này phiền phức rất lớn quán khí của cô ta quá nặng tiếp đấy Trần mù lại bất chợt lôi từ trong túi ra một tờ giấy Trên giấy viết chi chít hết nửa tờ Trần mù quát khẽ một tiếng Thập lục Tiếp tục đốt tiền giấy Lửa không được tắt Mẹ mày bây giờ muốn dọa cho chúng ta đi Như thế sẽ không ép cô ta đi nữa Tôi thu ánh nhìn lại Vội vàng tiếp tục đốt tiền giấy Người biết nghề là trần mù Tôi căn bản không biết phải làm thế nào để tiễn mẹ tôi đi, nên chỉ có thể làm theo lời của Trần Mù. Lửa gần như cháy bùng lên cao cả nửa mét, nhưng ngọn lửa vẫn là thứ màu xanh lét kia Thậm chí còn khiến người ta cảm thấy không có chút nhiệt độ gì Mà vô cùng lạnh lẽo Trần mù trầm giọng niệm Đương sự từ nương Hưởng dương 25 năm Sinh vào thời loạn Gặp kẻ bất nhân Thì tâm thiện Thì mệnh khổ Mất mạng vào ngày sinh con Quán khí không tan Thành sát không yên giấc Giờ mất năm ất hợi Tháng ất dậu Ngày quý mão Giờ tí con thị ra đời còn nhỏ chưa thể dập đầu đưa tang hôm nay con đã thành tài tiễn mẹ đầu thai lão mù đốt hương bày linh đường cũng tam sinh âm nhi quỳ mẹ mời đương sự hiện thân nào giọng của trần mù the thé chọc thủng màn đêm trên vành trăng trắng nhợt từng sợi từng sợi sương mù xuất hiện nhiệt độ ở trong sân càng lạnh hơn trần mù thì lại bưng bát hương kia lên thuận theo cái bàn gỗ lớn của linh đường mà đi vòng quanh qua lại bước chân của lão không nhanh nhưng mỗi một bước lại giống như dẫm lên trên tim tôi vậy. Tôi vừa đốt tiền giấy cũng không khống chế được tư duy phiền loạn, vô thức nhìn bốn xung quanh. Trong sân vẫn rất tĩnh mịch. Bà nội và Từ Thi Vũ lại bắt đầu khóc. Lần này bọn họ rõ ràng không còn mất hồn như ban nãy, mà là vẫn tỉnh táo, nhưng lại không nhìn được mà rơi nước mắt, dẫn đến việc Từ Thi Vũ sợ đến mức liên tục run rẩy, nhưng không dám nói gì, cũng không dám bước ra ngoài bởi vì ánh lửa ở trong sân và cả bầu không khí này càng khiến nỗi sợ hãi của người ta từ dưới đáy lòng trào lên trần mù đi qua đi lại ít nhất phải tới mười mấy vòng lửa ở trong chậu thang cũng bùng vọt lên cao tới cả một mét rồi trên lưng tôi liên tục tố mồ hôi nhưng đúng vào lúc này cổ quan tài màu đỏ ở phía sau linh đường kia lại đột nhiên rung lên một cái tim tôi thắt lại trần mù cũng vừa hay đi đến ngay phía trước quan tài tức thì trong tim tôi có một thứ cảm giác sợ hãi mãnh liệt vô thức gọi một câu chú trần có chút bất thường chú cẩn thận tôi vẫn còn chưa nói hết câu nắp quan tài đã đột nhiên bật mạnh lên rồi thẳng thừng một phát cả cái nắp quan tài đập luôn lên người của trần mù tôi nghe thấy một tiếng cạch vang lên trần mù cũng kêu hự một tiếng lão liền bị đập văng thẳng lên bên trên chiếc bàn vuông của linh đường không những đè đổ bài vị của mẹ tôi mà còn làm loạn chỗ đồ cúng tam sinh Bác Hương trong tay lão càng bị hất văng lên Đập mạnh vào trong chậu than lửa ở trước mặt tôi Tàn lửa bay tung tóe, Tiền giấy bị đốt cháy bay đầy khắp sân Trong chớp mắt Nguyên cả sân đều thành lửa quỷ uống lượng Chú Chú Trần tôi lập cập gọi một tiếng Cũng chẳng để ý tiếp tục đốt tiền giấy được nữa Hoảng hốt chạy tới bên cạnh Trần Mù Nắp quan tài rất nặng Đẻ cứng lên trên người lão Tôi lấy hết sức bình sinh Mới có thể đẩy ra được đầu của trần mù bị đập sức rồi máu trong nháy mắt đã chảy một mảng lớn đôi mắt lão nhắm nghiền tôi rùng mình một cái vội giơ tay ra kiểm tra hơi thở của lão còn may trần mù vẫn còn thở lúc này ngao sói ở chỗ cổng đột nhiên sủa ầm ĩ lên nó ban đầu là hướng về phía quan tài sủa điên cuồng ngay tiếp sau lại lao ra phía ngoài cổng một lúc sau lại lao vào bên trong gian chính càng khiến người ta ấn lạnh tôi bế xốc trần mù lên vội vàng vào trong gian nhà chính, đặt lão nằm ngửa ra đất. Bà nội và Từ Thi Vũ cũng nhanh chóng quay lại. "Bà nội, mau giúp chú Trần cầm máu băng bó." Bà nội vội vàng đi lấy một cái hộp y tế nhỏ ra, ở trong thôn, trong nhà đều tự trữ một hộp y tế, cũng thường xuyên xảy ra chuyện đi làm đồng án bị thương cần phải băng bó. Trước đây bà nội còn lên núi hái thuốc, chỉ cầm máu băng bó đơn giản, bà có thể làm được. Từ thi vũ thì lập tức kéo hộp y tế lại Vừa lau nước mắt Vừa nói nhỏ Tôi biết băng bó Nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì vậy Tại sao chúng tôi vẫn cứ liên tục khóc Ván quan tài Tại sao lại bật lên được vậy Đúng Đúng là gặp quỷ thật rồi sao Từ thi vũ vừa dứt lời Tôi đã nghe thấy tiếng hỗn hển vang lên Và còn cả tiếng gà trống kêu Tôi vô thức nghiêng đầu nhìn một cái Từ bên trong cổ quan tài màu đỏ Hóa ra lại có một con gà trống màu đã thành màu đen Lông vũ cực dài nhảy ra Nó nhảy lên trên linh đường Mổ mạnh một phát vào đồ cúng tam sinh Trấn vật của trần mù Hóa ra còn có một con gà trống giữ như thế này nữa Đương nhiên đối với người mà nói Gà trống có giữ đến mấy cũng chỉ là súc sinh Nhưng đối với quỷ và xác mà nói Con gà trống này lại chính là vật tránh tà Tôi cắn răng nói một câu Bị gà trống đẩy lên đấy Tôi biết rằng lời giải thích của mình rất nhợt nhạt bà nội cũng mím môi trong mắt vô cùng hoảng loạn không biết đang nghĩ gì từ thi vũ ngậm mồm không nói cô ta cúi đầu băng bó cho trần mù cuối cùng cô ta mới khó khăn nói một câu bị đập trúng đầu ngất đi thôi chắc không có vấn đề gì lớn có điều vẫn cứ phải đi viện lúc này tôi đã hối hận rồi trần mù không tiễn mẹ tôi đi được chuyện này rất rõ ràng khoảng cách giữa hai người quá lớn quá lớn mẹ tôi căn bản không lộ diện thậm chí có thể nói là vẫn chưa làm gì cả. Mà đã khiến bà nội tôi và Từ Thi Vũ sợ đến mức sắp đứng không vững, trận mù lúc này cũng hôn mê bất tỉnh, ngàn cân treo sợi tóc. Mẹ nếu định giết người thật, sợ là chỉ có thể để tôi đứng chắn lên trước mới có thể ngăn được, khuyên căn bản không có chuyện khuyên được. Cũng vào lúc này, đột nhiên trên linh đường vọng lại tiếng vỗ cánh. Từ Thi Vũ hét lên một tiếng, kéo bà nội tôi nhanh chóng lùi ra phía sau, cô ta cũng kêu tôi mau tránh ra. Mặt tôi hơi biến sắc Quay đầu lại nhìn một cái Con gà trống kia sau khi mổ ăn đồ cúng tam sinh xong Hóa ra lại nhảy vô vào trong gian nhà chính Động tác như muốn mổ người vậy Lòng tôi giật thót Lúc này màu con gà trống đã nứt ra rồi Bên trên không ngừng chảy máu Máu chảy ướt đẫm con mắt gà của nó Nhìn lên trong vô cùng kinh khủng rợn người Tôi ôm trần mù lên Lập tức tránh sang bên cạnh Nó rơi xuống đất mổ trượt Lại định tiếp tục quay qua mổ trần mù hoàn toàn không làm tổn thương đến tôi cũng chẳng động đến bà nội tôi và từ thi vũ bên trên mỏ gà cũng toát ra một thứ màu đỏ tanh tưởi ngao sói ở cổng nhà đột nhiên chồm lên lao vụt về phía con gà trống gà trống không hề kém cạnh nó đập mạnh cánh lại nhảy một phát về phía trận mù tôi vụt đứng chặn lên trước giơ chân ra đạp nó kết quả là không đạp trúng ngược lại còn để nó mổ dính cẳng chân lập tức đau đến mức khiến tôi hét lên một tiếng thảm thiết Ngao sói lao vào trong sân Con gà trống mới đập cánh nhảy lại lên trên linh đường Dẫm lên đồ cúng tam sinh Phục 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 mấy nhát mổ tắt toàn bộ số nến trên đó Cùng lúc này Tiền giấy ở trong chậu than lửa Cũng tắt rồi Ngao sói áo u một tiếng Nhưng không lao ra ngoài Bộ dạng nó rõ ràng là hơi cục đuôi xuống Thần sắc cũng có chút sợ sệt Tôi đau đến mức trán rỉ đầy mồ hôi Vị trí bị mổ trúng ở cẳng chân vẫn liên tục chảy máu Cũng vào thời điểm này Ngoài cổng, đột nhiên vọng lại tiếng bước chân khe khẽ âm thanh ấy bất thình lình xuất hiện cũng khiến người ta có một cảm giác sợ hãi mãnh liệt hơn nữa âm thanh này dường như chỉ có tôi và ngao sói nghe thấy sau đó từ thi vũ và bà nội tôi đều không có phản ứng gì ngược lại lời nói của từ thi vũ còn có chút sốt ruột bảo tôi nhanh kéo ống quần lên cô ta phải sát khuẩn có tôi rồi nhanh cầm máu nữa bị nắp quan tài đập trúng hôn mê tỉnh dậy xong là không sao nữa, nhưng bị gà mổ một phát, không biết có cần phải đi tiêm phòng không. Bị một câu nói này của từ thi vũ phá vỡ nút thắt, âm thanh phía ngoài đột nhiên biến mất. Tôi bị ảo giác ư. Hay là mẹ tôi không định vào nữa. Mẹ chỉ định phá bỏ khả năng của việc trần mù tiễn mẹ đi thôi. Trong giây phút tôi xuất thần, từ thi vũ đã bước tới bên cạnh tôi, cô ta ngồi xổm xuống, trực tiếp kéo ống quần của tôi lên. Cảm giác đau thấu tim gan, khiến tôi kêu hự một tiếng, trên trán lại rịn mồ hôi. Bà nội đẩy một cái ghế tới, cũng dìu Trần Mùn ngồi lên trên ghế. Còn tôi thì cà nhắc tới ngồi lên trên một chiếc ghế khác. Từ thi vũ cuối người xuống, cẩn thận lau cồn sát khuẩn cho tôi. Tôi nhìn thấy vị trí vết thương gần như là thành một cái hố nhỏ, con gà trống đấy quả nhiên lợi hại, mổ luôn mất của tôi một miếng thịt. Nếu như cú mổ này mà trúng vào huyệt thái dương, sợ là đến mạng cũng không còn nữa mẹ tôi định giết trần mù thật sao Tôi cắn chặt răng, ngoài việc nhịn đau ra, trong lòng cũng càng thấy buồn Nhưng tôi làm sao lại có thể trách mẹ được chứ Mẹ chỉ là không muốn đi mà thôi Chỉ có điều, chuyện này đối với tôi mà nói, lại càng khiến cho tôi buồn hơn Tuy rằng mẹ đi theo bên cạnh, có thể liên tục bảo vệ tôi Nhưng điều này cũng đại biểu cho việc mẹ sẽ liên tục bị hành hạ, không có tương lai, ngày ngày chịu cảnh cô quạng trong lòng tôi vô cùng hỗn loạn, lần này thực sự không biết phải làm như thế nào mới được. Từ Thi Vũ khẽ khang xử lý vết thương cho tôi, nước mắt trên mặt cô ta đột nhiên không tiếp tục chảy nữa. Bà nội tôi cũng đỡ hơn nhiều. Cũng vào lúc này, bà nội đột ngột nhìn chầm chầm phía ngoài cổng, trên trán đầy mồ hôi. Từ Thi Vũ vừa ngẩng đầu đứng dậy, đã hét lên một tiếng, sợ đến mức giật thót người ngồi bệt xuống dưới đất. Tôi hồi người lại, nhìn chầm chầm ra phía ngoài sân. Không biết từ lúc nào, ở giữa sân đã xuất hiện một người. Đấy là một người đàn bà. Trên người bà ta mặc một bộ đồ dính đầy vết máu màu đỏ nâu, áo rất rộng, chất vải cũng rất cũ, cũng chẳng biết là đã được bao nhiêu năm rồi nên mới hình thành màu sắc như thế này. Đặc biệt là phần áo chỗ bụng còn có một vết trách, giống như là bị dao rạch ra vậy, cũng là nơi thứ vết máu màu đen nâu ấy nhiều nhất, gần như là thấm đẫm. Hơn nửa đầu tóc bà ta bù xù, hầu như che kín cả khuôn mặt. Dưới ánh trăng, bộ dạng này trông càng có nét lạnh lẽo đáng sợ. Bà ta không nhìn vào trong sân mà đang cúi đầu nhìn con gà trống kia. Dây tiếp theo, bà ta đưa tay ra, túm lấy cổ con gà trống. Rắc một tiếng, đầu gà gãy rồi. Trong sân vang lên một tiếng nói lạnh lẽo, đầy chết chóc. Mày, mổ nhầm người rồi. Giọng nói đó gần như đã hình thành hồi âm. Thân thể con gà trống không ngừng co giật. Sau khi gãy cổ, mắt con gà gần như là lội hẳn ra ngoài, sau khi bị máu màu gà thấm đẫm, thì trông càng kinh khủng hơn. Từ Từ nương, bà nội tôi run rẩy gọi. Tôi ngẩn ngơ nhìn mẹ tôi, sau đó bước đi ra phía ngoài. Bịch Con gà trống bị vứt xuống đất, nó vẫn còn dãy dãy hai phát, thân người bật lên, hai cánh còn vỗ phành phạch khiến không ít cho tiền giấy bị bay lên. Tôi bước đến trước mặt mẹ tôi. Mẹ nghiêng người nhìn sang tôi phía dưới mái tóc bẩn thỉu rối xù là một gương mặt trắng một cách quá đáng bộ dạng lúc này của mẹ tôi vẫn còn rất trẻ thời gian đã sớm dừng bước trên thân người mẹ cho dù là tóc tai rối bẩn quần áo cũ rách cũng chẳng che đi chút nào vẻ đẹp dịu dàng của mẹ gương mặt trái xoan sống mũi cao thẳng mày nhạt nhưng không tán hốc mắt hơi có chút lỏng xuống ngược lại khiến cho con mắt trông rất to trong con mắt mẹ ngoài sự chết chóc ra còn có thứ chấp niệm vô cùng sâu chỉ khi đứng phía trước, mặt đối mặt mới có thể nhìn thấy bộ dạng của mẹ, nếu không thì chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu tóc tai rối bù. Mẹ. Tôi khàn giọng gọi một tiếng, sau đó bèn quỳ mạnh xuống dưới đất. Chỉ có điều, lần này tôi không quỳ xuống được. Mẹ giơ đôi tay ra, lúc tôi gặp người xuống thì vừa hay đỡ lấy vai tôi. Ngón tay lạnh buốt khiến người tôi rùng mình một cái. Thập Lục, con thành tài rồi, mẹ rất vui giọng nói thăm thẳm phát ra từ miệng của mẹ tôi, giống như thứ bèo không rễ, trôi nổi vô định. Nước mắt tôi rớt xuống, khóc nấc không thành tiếng. Mẹ, mẹ vẫn cứ phải chịu khổ, con không vui nổi. Tôi nức nở nói. Nhìn thấy con, mẹ không khổ. Mẹ tôi đưa tay chạm vào mặt tôi, dường như muốn lau bỏ nước mắt trên mặt tôi. Tôi giơ tay ra định nắm lấy tay mẹ, nhưng mẹ lại rụt tay lại, khiến tôi nắm hụt trời xuôi đất khiến thế nào, tôi lại nhìn cổ quan tài đỏ kia một cái. Trong lòng tôi có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào. Vừa muốn khuyên mẹ tôi đi, lại vừa muốn kể lễ nỗi khổ ly biệt của 22 năm nay. Thậm chí chỉ cần thêm một giây đồng hồ, hay mẹ tôi nói thêm một câu với tôi, là trong lòng tôi liền có sự ích kỷ và không nở, nghĩ rằng chỉ cần mẹ không đi, thì có thể mãi ở cạnh tôi. Cái ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, đã liền bắt đầu điên cuồng lớn mạnh nhưng tôi cũng rất rõ như thế là sai lầm sự ích kỷ của tôi hoặc là phù hợp với tâm niệm của mẹ tôi nhưng sau đó thì sao rồi một ngày nào đó tôi cũng từ biệt thế giới này bỏ lỡ cơ hội cho mẹ tôi đi đầu thai như vậy mẹ thật sự sẽ phải chịu đựng nỗi cô tịch vô bờ vô bến thậm chí là nếu như tôi gặp phải nguy hiểm vượt quá giới hạn chịu đựng của mẹ mẹ lại chết một lần nữa thì sẽ là hồn phi phách tán đến kiếp sau cũng chẳng có nữa Tôi hít sâu một hơi, loại bỏ tạp niệm, liền muốn khuyên mẹ tôi vào trong quan tài đó. Nhưng giây phút tôi định thần lại, mới phát hiện mẹ tôi hóa ra đã bước đến bên cạnh quan tài của bố tôi. Mẹ nhìn trân trối một hồi lâu, trong sân lại dâng trào một nỗi đau thương, thậm chí khiến tôi cảm thấy trên mặt mình đang liên tục nổi da gà, trong lòng vô cùng ngột ngạt bức bối. Một lát sau, mẹ lại quỳ xuống phía trước quan tài của ông nội tôi ở bên cạnh, dập đầu lạy ba cái lúc mẹ đứng dậy xong thì không dừng lại nữa mà đi thẳng vào trong gian nhà chính mặt tôi lập tức biến sắc gọi một tiếng mẹ mẹ dừng lại mẹ không hề ngừng chút nào vẫn tiếp tục bước lên trước trong sân đột nhiên lại nổi gió giọng của mẹ lại trở nên đầy chết chóc thập lục có kẻ muốn chia rẽ mẹ con chúng ta nó đáng chết ngoài sự chết chóc ra giọng nói này còn xen lẫn chút the thé và run rẩy lòng tôi càng thất kinh những gì Trần Mù nói ban nãy, cùng những cảnh tượng mà tôi lo lắng đã phát sinh rồi. Mẹ tôi muốn giết người. Muốn giết Trần Mù. Cho dù mẹ đối xử với tôi rất dịu dàng, thậm chí còn vì tôi mà hai lần cứu Trần Mù. Nhưng mẹ đối với Trần Mù không hề có chút tình nghĩa nào cả. Lúc này Trần Mù đã chọc giận đến mẹ. Những bài học dạy dỗ ban nãy hóa ra vẫn còn chưa đủ. Nhớ đến cái chết của nhà thợ mỗi lần năm đó, Tôi liền vụt đuổi theo mẹ. Nhưng chân đột ngột lại bị trượt một cái, tôi hóa ra giẫm phải xác chết của con gà trống kia, loạn choạng một cái lao đập về phía trước. Cùng lúc này, quan tài của bố tôi đột ngột trung một cái, đổ nghiêng về phía bên cạnh, phát này vừa hay đập phải cổ quan tài đỏ kia. Quan tài đỏ không phải được đặt trên mặt đất, mà là dùng mấy cái ghế dài kê lên, bày ở trên cao. Trong nháy mắt, quan tài đỏ lăn xuống dưới đất, vừa hay miệng quan tài đối diện với tôi tôi sẽ bị úp thẳng vào bên trong quan tài lòng tôi càng kinh hãi mẹ không muốn tôi cản trở đến mẹ vậy nên ngăn tôi lại luôn vụt xoay người tôi khó khăn lắm mới dừng lại phía trước quan tài được lúc này ngao sói lại lao thẳng từ trong gian chính ra đâm về phía mẹ tôi chỉ nghe ngao sói cũng kêu trên một tiếng giây phút chạm vào mẹ tôi cùi chỏ của mẹ đập một cái ngao sói liền bị văng ra ngoài sân nó dãy dù định đứng dậy Nhưng phịch một cái không đứng vững Lại ngã nhào ra đất Mắt tôi nhìn thấy vị trí chân trước của nó sưng vèo lên Cũng chẳng biết có phải là bị đánh gãy chân hay không Từ nương Mày không được giết nó Bà nội tôi lên trước đứng chắn trước mặt trần mù Lúc này chân tôi cũng giống như mọc trễ vậy Không làm sao mà động đậy nổi Vùng một tiếng xé gió Trên xà nhà của gian nhà chính Đột nhiên có một người nhảy vụt xuống Lòng tôi đầy kinh hoàng người nhảy xuống dưới này hóa ra chính là lưu văn tam tôi ban đầu còn tưởng là lão vẫn còn ngủ ở trong phòng chưa hề dậy nhưng không ngờ lão đã đợi ở trên xà nhà từ lâu đồng thời với việc nhảy xuống trẫm quỷ đao của lưu văn tam vẫn vàng quét trên cổ của mẹ tôi chú văn tam đừng tôi càng hoảng loạn hét lên một tiếng cũng may đao này của lưu văn tam không chém xuống lão mù không tiễn cô đi được tôi bảo thập lục đi tìm lão Đúng là thất sách rồi Lão với thập lục vừa là bạn vừa là thầy Tôi là bố nuôi của thập lục Cô không cần phải giết bọn tôi Làm thập lục đau lòng Giống như ban nãy tôi có thể chặt đầu cô Nhưng không xuống đau vậy Con mắt lưu văn tam trận tròn lên Lão đỏ bừng mặt Cũng chẳng biết đã uống bao nhiêu rượu để lấy gan Đối mặt với mẹ tôi Cũng không hề lùi nửa bước Mẹ tôi cũng không lên trước nữa Dường như tất cả đều rơi vào tình trạng căng thẳng tim tôi sắp nhảy ra khỏi cổ rồi cũng vào lúc này từ thi vũ đột nhiên lại kinh hoàng chỉ ra phía sau lưng tôi hét to một tiếng cẩn thận tiếng hét này của cô ta đến quá đột ngột khiến tôi không có chút chuẩn bị nào tôi căn bản không phản ứng lại được cũng không nghe thấy bất cứ tiếng động nào chỉ là cái cảm giác áp lực phía sau lưng ấy khiến tôi cảm nhận được rõ ràng có người đứng ở phía sau tôi mẹ tôi quay đầu lại trong chớp mắt thần sắc của mẹ trở nên vô cùng hung hãn Mặt Lưu Văn Tam cũng đột một biến sắc Lão gầm lên một câu Thập lục Mau nghiêng đầu Cùng lúc này Một tiếng gió trích gần bên tai tôi Lông tóc toàn thân tôi dựng ngược lên Vụt nghiêng mạnh đầu qua một bên Vị trí bả vai Truyền lại một cảm giác đau thấu tim Tôi cảm giác nửa thân trên của mình đều sắp bị đập nát rồi Đồng thời với việc đau đến mức trước mắt tối sầm Tôi bổ nhào về phía trước Cũng chỉ sau một đòn đánh này Tiếp đó bèn là tiếng bước chân vội và chạy xa dần kẻ đánh tôi đó đã chạy mất rồi tôi trầm một phát ngã nhào ra đất lúc ngã xuống còn quay đầu lại chỉ nhìn thấy mẹ tôi lướt qua người tôi đuổi theo ra khỏi cổng lưu văn tam và từ thi vũ cũng thất kinh lao về phía tôi thập lục mày có sao không mày kiểu gì cũng phải vững lên lưu văn tam hét lớn vào mặt tôi cả người lão toàn mùi rượu xe xe cứu thương cổng thôn đường hỏng rồi xe không vào được phải đưa anh ta ra ngoài nhanh Thương tích thế này Phải đi viện Cũng chẳng biết là từ thi vũ do sợ hãi Hay là quan tâm tôi Mà cô ta đúng thật là đang nước mắt vòng quanh Lời nói của bọn họ đã rất sốt ruột rồi Nhưng đối với tôi mà nói Lại khiến tôi cảm giác như hình thành hồi âm vậy Cứ ông ông bên tai tôi Tôi miễn cưỡng quay đầu một cái Nhìn thấy trên vai mình Bị một cây gậy khóc tan cuốn vải trắng cắm vào trong Máu đã thấm đẫm nguyên cả bả vai Thậm chí còn chảy xuống cả mặt đất thấm đẫm trong mắt tôi mắt tôi đỏ hết lên rồi trong lòng lại càng thất kinh thậm chí tôi cảm giác mình còn không nghe thấy âm thanh nữa chỉ còn lại một thứ bản năng khó khăn kêu lên đuổi đuổi theo gọi mẹ cháu về gã đến rồi vừa dứt lời tôi liền mất ý thức ngã vật ra tôi không biết đã hôn mê bao lâu chỉ biết ý thức từng hồi tỉnh nhưng rất nhanh lại ngất đi thân người đau đớn thấu tim gan nửa người dường như đều không còn là của mình nữa ngoài ra thì toàn là tiếng la hét hoảng loạn bên tai cùng tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng nói chuyện thậm chí còn cả tiếng người đang chửi bới cũng chẳng nghe ra được rốt cục là lưu văn tam hay phùng chí vinh lờ mờ hình như còn nghe thấy những lời dạng như nếu không cứu được la thập lục tỉnh lại thì bệnh viện các người đóng cửa luôn đi còn tôi thì lại rất lo lắng cho mẹ tôi cho nên trong lúc nửa tỉnh nửa mê mơ thấy không ít ác mộng không thiếu cảnh mẹ tôi bị thằng điên nhà họ Vương trấn sát Vĩnh viễn bị nhốt lại trong khuôn nhà của nhà họ Vương Còn có cả việc xác chết của ông nội tôi bị lão quá ngủ mã phanh thay Thậm chí tôi còn mơ thấy đập sông Dương bị trâu sắt đâm vỡ Nước lũ sông Dương cuốn trôi không biết bao nhiêu đồng ruộng hoa màu phía dưới thành phố nội Dương Hàng ngàn hàng vạn nông dân kêu gào khóc lóc Cả thành phố nội Dương đều dân chúng lầm than Giấc mơ cuối cùng của tôi mới là đáng sợ nhất sau khi đập sông bị đâm vỡ sông, chết đổ hoành hành, xác nổi khắp nơi, trần mù lại cũng bị chết chìm ở trong dòng nước sông đó. Hà Thái Nhi treo cổ chết bên ngoài quán ăn đồ sông ở bên bờ sông, Lưu Văn Tam đau thương phẫn nộ đến cực điểm đứng trên sông Dương chửi thần sông, rồi bị không biết bao nhiêu quỷ nước vây đánh. Tôi muốn qua giúp, nhưng lại bị một đôi tay bóp chặt lấy cổ. Một người đàn bà bụng chữa, toàn thân ướt như chuột lột, khóc thúc thích sau lưng tôi, nói cô ta đau bụng, muốn sinh rồi, nhưng không sinh được cô ta bảo tôi đỡ âm linh cho cô ta nếu không sẽ lấy mạng tôi tôi sợ đến mức giật mình tỉnh dậy vụt mở mắt ra đập vào mắt là ánh đèn sợi đốt ấm áp ngập mũi toàn là mùi thuốc sát trùng khó ngửi tôi há miệng thở dốc muốn chống người ngồi dậy kết quả là vị trí bả vai nặng muốn chết hơi cử động một chút liền đau thấu tim gan nước mắt sắp rớt cả ra thập lục mày tỉnh rồi Đúng là tốt quá rồi. Mày đừng động đậy. Đừng có động đậy vội. Thương tích của mày rất nghiêm trọng, vừa mới phẫu thuật xong còn đang bó bột. Giọng nói đầy vui mừng vang lên bên tai, tôi khó khăn nghiêng đầu qua nhìn một cái, người ngồi bên cạnh giường hóa ra là Hà Thái Nhi. Trên mặt bà ta toàn là sự vui mừng, mò lấy điện thoại ra gọi điện. Tôi ngẩn người nhìn trần nhà hồi lâu, mới coi như hoàn toàn hồi người lại, loại bỏ nội dung của những giấc mơ ra khỏi đầu hồi tưởng lại cảnh tượng cuối cùng lúc tôi bị đánh ngất lập tức cảm giác hoảng hốt trào lên trong lòng mẹ tôi vô thức gọi một tiếng trong lòng chua xót mắt chấp chớp mấy cái cảm giác như có một thứ gì đó sắp chảy ra ngoài vậy tôi cố nhìn cái cảm giác lúng túng này lại cũng chỉ tầm một hai phút đồng hồ lưu văn tam đã vội vã vào trong phòng bệnh đằng sau lão còn có trần mù cùng với phùng chí vinh trên mặt lưu văn tam hóa ra còn lúng phúng râu sắc mặt lão cũng đầy vui mừng trên đầu trần mù vẫn còn bông băng Sắc mặt hơi có chút phức tạp Còn về Phùng Chí Vinh Thì cũng là sự mừng rỡ Thập lục Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi Nếu mày mà xảy ra chuyện gì Vì thái mày lấy mạng chú Văn Tam mất Tôi thì chẳng có tâm trạng để đùa giỡn với Lưu Văn Tam Cái cảm giác hoảng hốt ấy sắp không đè nén được nữa Chú Văn Tam Mẹ cháu đâu Cháu hôn mê bao lâu rồi Thằng điên nhà họ Vương đuổi bắt được chưa? Tôi hỏi một loạt vấn đề, miễn cưỡng chống người dậy, Hà Thái Nhi tới giúp, cuối cùng cũng có thể dựa nghiêng vào thành giường. Lưu Văn Tam, Trần Mù và cả Phùng Chí Vinh bước đến bên giường. Lão với Trần Mù nhìn nhau một cái, người mở mồm nói thì lại là Trần Mù. Không đuổi kịp, thằng điên đấy rất có vấn đề, có điều mày không cần lo cho mẹ mày. Cô ta quá dữ, hơn nữa còn rất thông minh, chỉ có thể là thằng điên nhà họ vương không thoát được bị cô ta vặt đầu, chứ nó không thể nào trấn được cô ta, hay là làm gì cô ta đâu. Trần mù xoa xoa bông băng trên đầu, rồi mới nói, mày nhìn đầu chú, là hiểu thôi. Những lời này của lão, đích thực làm giảm chút ít cảm giác bất an của tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn cứ rất ngột ngạt. Lúc này Lưu Văn Tam cũng mở mồm nói, thập lục, mày đừng có coi thường mẹ mày, nói thật, lúc cuối cùng là do chú đánh lén cô ta, đau kề lên trên cổ, nhưng đợi cô ta đi xong, mày đoán ra không? chân chú văn tam mày nhũng hết cả ra. Đao cũng rớt xuống đất không nhặt lên nổi, cô ta không phải là không tránh né được, mà là đã phát hiện ra chú rồi, không buồn động tay với chú thôi. Tôi miễn cưỡng nhếch nhếch mép lên, nhưng không cười nổi. Ngẩn ngơ nhìn cửa phòng bệnh, khàn giọng nói một câu, cháu muốn về thôn xem xem. Cũng vào lúc này, cửa phòng bệnh lại có một người vội vã và bước vào. Từ thi vũ mặc một bộ thường phục, trên tay còn xách một giỏ hoa quả. Đồng thời với việc bước vào trong phòng Thần sắc cô ta cũng vô cùng mừng rỡ La thập lục Anh tỉnh rồi à Tốt quá rồi Tôi mím môi Không trả lời cô ta Vẫn kiên định nói một câu Chú Văn Tam Chú Trần Cháu muốn về thôn Hai người bọn họ không thèm đoái hoại đến tôi Tôi miễn cưỡng giơ tay trái lên Ấn lấy tay của Phùng Chí Vinh Giọng nói càng khàn hơn Còn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Phùng Chí Vinh Phùng gia chủ Ông sắp xếp mấy người Đưa tôi về thôn sắc mặt phùng chí vinh rất khó coi ông ta cũng vô cùng do dự trần mù và lưu văn tam có thể nói là vì tốt cho tôi nên không để tôi đi nhưng tôi đúng là không chịu nổi cái cảm giác lo lắng sợ hãi ấy bắt buộc phải về lại trong thôn tôi phải tìm ra mẹ tôi hoặc là đi qua khu nhà họ vương xem xem thằng điên nhà họ vương đấy nham hiểm như thế bị cảnh sát bắt rồi mà còn có thể chạy ra ngoài đánh lén sau lưng tôi mẹ tôi có lợi hại đến đâu tôi cũng sợ mẹ sẽ bị gài bẫy từ thi vũ lại bước nhanh đến bên giường Cô ta đặt giỏ hoa quả xuống Đầu mày hơi nhíu lại La thập lục Anh đã hôn mê cả ba ngày rồi Xương bả vai gãy nát Thương tích nặng như thế Làm sao có thể xuống giường về thôn được Giọng cô ta lạnh lót Cũng đầy vẻ uy nghiêm Tôi thở dốc Trong mắt cũng đỏ lên Chầm chầm nhìn cô ta Tôi nói từng câu từng chữ một Nếu như mẹ cô, bố cô gặp phải nguy hiểm Có người chăm chăm gài bẫy bọn họ Cô có thể nằm im trên giường mà nhìn được không? Tôi nói xong câu này, lại hơi có chút hối hận. Từ thi vũ đến thăm tôi, tôi làm sao lại có thể nói cô ta như thế được? Tôi im lặng, không nhìn cô ta nữa, mà vẫn cứ chầm chầm nhìn Phùng Chí Vinh, khàn giọng nói, Phùng gia chủ, tôi giúp ông không ít chuyện, ông giúp tôi chuyện này, xong rồi nhà họ Phùng có gặp phải chuyện gì, tôi cũng vẫn sẽ ra tay. Thậm chí tôi còn có thể giúp nhà họ Phùng các ông đổi một căn dương trạch phong thủy khác tốt hơn. Phùng Chí Vinh thở dài một tiếng thật mạnh, ông ta đang định nói hà thái nhi cũng đang định khuyên tôi thì từ thi vũ đột nhiên mím môi nói một câu mấy người ra ngoài trước một chút để tôi khuyên la thập lục lưu văn tam nhíu mày trần mù thì lại gật gật đầu nói một chữ được phùng chí vinh cũng nói một câu đầy xin lỗi la tiên sinh đây cũng là vì tốt cho cậu cậu cứ dưỡng thương trước đã đến cả hà thái nhi cũng ra khỏi phòng bệnh chỉ còn lại từ thi vũ ở cạnh giường bệnh từ thi vũ bất chợt nói khẽ một câu Bố mẹ tôi sẽ không gặp phải nguy hiểm gì được Bởi vì bọn họ đã chết rồi Câu nói này khiến mặt tôi hơi giật giật một chút Từ thi vũ đang nghe truyện trên TV audio CV ngồi xuống cạnh giường Cô ta chầm chầm nhìn tôi Lại tiếp tục nói một câu La thập lục, mẹ anh, là người chết thật sao? Bây giờ tôi không muốn trả lời những vấn đề này của cô Nhắm mắt lại, giọng của tôi càng khàn hơn Nói một câu, Tôi cảm kích những lần điều động cảnh sát giúp đỡ này của cô Nhưng chuyện này cô không nhúng tay vào được Từ thi vũ thì mím môi Rồi lại nói một câu Anh phải trả lời tôi Bởi vì thằng điên nhà họ vương đó đã chết rồi Gã căn bản không thể nào xuất hiện sau lưng anh được Lời nói của từ thi vũ khiến lòng tôi thất kinh Gã làm sao mà chết Tôi vụt mở mắt ra Nhìn chầm chầm vào đôi mắt của từ thi vũ Từ thi vũ không hề né tránh trong mắt cô ta đầy sự phức tạp và còn có vài phần đau thương lúc sáng sớm gã chẳng phải bị người của chúng tôi đưa đi à lúc đó đã xảy ra chuyện rồi tôi cứ ở trong nhà anh chẳng đi đâu cả nên cũng chẳng biết ở trong sở xảy ra chuyện gì nữa xe cảnh sát đưa gã đi trên đường gặp tai nạn mấy sư huynh và đồng nghiệp của tôi đều bị thương xe bị người ta đâm vào phía sau cửa xe đều bị đâm bẹp thằng điên nhà họ vương bị thương nặng nhất là kiểu bị thương nặng không thể sống sót ấy một vị sư huynh của tôi tận mắt nhìn thấy thằng điên đó bò từ trong đầu xe ra chạy đi chỗ đó là một đoạn đường bên sườn núi bên cạnh là vách đá dựng đứng gã rơi xuống dưới rồi đồng tử mắt tôi có mạnh trong lòng càng lạnh ngắt từ thi vũ mới tiếp tục nói vậy nên gã căn bản không thể nào đến làm bị thương anh được tôi vẫn cứ nghĩ bản thân có phải hoa mắt rồi không chứ nếu không trên đời này lẽ nào còn có người giống hệt gã nữa? Hay là trên đời này có quỷ thật? Anh bảo quá phụ liêu vẫn còn hơi thở cuối cùng, rồi đến cuối trận đại đồng, Lý Phương Ngọc và cả chị ta đều chết ở trong sân. Tôi có rất nhiều chỗ nghi hoặc không hiểu, nhưng mà người vẫn còn hơi thở cuối cùng, thì chẳng phải là vẫn chưa chết sao? Anh bảo mẹ anh chết rồi, bác ấy lại đi ra ngoài, nhìn trông cũng hung dữ thế, quái gì thế? Trên đời này có quỷ thật sao? từ thi vũ ngơ ngác nhìn tôi cô ta lại hỏi lần nữa tôi im lặng hồi lâu rồi mới trả lời có quỷ hay không tự mỗi người đều có cách nhìn riêng tôi có lẽ gặp qua không ít quỷ quái cũng từng gặp thứ người không ra người quỷ không ra quỷ còn về hơi thở cuối cùng đó của quá phụ liêu là do chị ta chết mà không tắt thở loại này không phải là quỷ chị ta là xác sống là loại người chết mà tắt thở xong là sẽ ngã xuống trong mắt từ thi vũ vẫn đầy vẻ không hiểu trong lòng tôi rất rõ nhìn thấy bao nhiêu chuyện như thế ở trong thôn của tôi đã khiến cô ta có sự xung đột cực lớn đến thế giới quan mà bản thân cô ta từng lý giải rồi cả việc xe cảnh sát gặp tai nạn thằng điên nhà họ vương lẽ ra đã chết rồi mà lại xuất hiện lần nữa đối với cô ta mà nói đều không giải thích nổi nhưng đối với tôi mà nói sự lo lắng lại càng nhiều thêm tôi càng sợ gã sẽ có thể gây ra chuyện gì đó với mẹ tôi gã cũng kỳ dị hung hãn như thế chết xong rồi có trời biết sẽ biến thành thứ quỷ quái gì. Xác sống hay là huyết xác? Lúc tư duy của tôi càng phiền loạn hơn, Từ Thi Vũ lại hít sâu một hơi, cô ta gật gật đầu, nói, "La Thập Lục, cách giải thích của anh tôi không hiểu, nhưng cũng đã rất rõ rồi, cảm ơn." Có điều thân thể của anh, đích thực không chịu nổi việc anh đi về, anh không rời khỏi giường bệnh được. Tôi đã đem những gì tôi biết nói với bên sở từ sớm rồi, bọn họ thấy rằng trong chuyện này có điểm đáng ngờ, khả năng thương tích của thằng điên nhà họ vương không nặng đến thế, nên đã chạy thoát ra ngoài. Lúc này thôn tiểu liễu của các anh chắc đã bị chó nghiệp vụ và xe cảnh sát vây tầng tầng lớp lớp. Trong tay thằng điên nhà họ vương có hai mạng người, cũng coi như là hung thủ ác ý giết người, còn đánh lén anh nữa, thì càng là cố ý giết người loại nặng, anh suýt nữa là mất mạng rồi. Dạng vụ án ác tính này, bên trên rất quan tâm, gã đã bị truy nã. Anh bây giờ về thôn ngoài việc bị hỏi cung ra, không có bất cứ ích lợi gì. Anh tốt nhất cứ nghỉ ngơi tử tế, có chuyện gì, tôi đều có thể giúp anh, ví dụ về thôn nhà anh xem xem, đây đều là chuyện nhỏ. Từ thi vũ nói xong những lời này, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Cũng vào lúc này, cửa phòng bệnh lại bị đẩy mở. Mấy người Lưu Văn Tam và Trần Mù căn bản không hề rời đi, Trần Mù lại nói một câu, thập lục nếu mà nói thằng điên kia đã chết rồi thì nó lại càng không thể là đối thủ của mẹ mày được nó vừa mới chết căn bản không bị được với mẹ mày nếu nó có bản lĩnh thật thì sẽ không bỏ chạy tất cả chúng ta đều phải chết từ thi vũ ngoảnh đâu thần sắc của cô ta có chút mất tự nhiên tôi im lặng một lát sau đó mới bảo phiền từ thi vũ về trong thôn giúp tôi xem xét tình hình trong nhà tôi xem xem bà nội tôi sao rồi lúc này ba người bọn họ vào lại trong phòng người mở miệng ngược lại là phùng chí vinh ông ta nói với tôi bà nội tôi đã được đón ra khỏi thôn tiểu liễu rồi ông ta sắp xếp cho bà nội ở trong khu nhà của nhà họ phùng còn về quan tài của bố tôi và ông nội tôi cùng với quan tài của con gái và cháu ngoại trần mù thì cũng đều được ông ta xếp người đưa ra ngoài đặt ở nhà họ phùng lúc đó tôi sai phùng bảo và phùng quân đi canh lão quá kia lão ta rất lợi hại bao nhiêu người thế mà vẫn không giữ được vẫn để lão chạy trốn khỏi thôn tiểu liễu ông ta cũng lo sẽ xảy ra vấn đề gì nên bèn sắp xếp luôn những việc này lòng tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm từ thi vũ cũng không nói thêm gì khác chỉ bảo với tôi nếu tôi đã tỉnh rồi thì cô ta đi về trước đã nếu như tôi có việc gì có thể nhắn tin uy chát cho cô ta tôi do dự một chút rồi nói lời xin lỗi cô ta về thái độ ban nãy từ thi vũ cười cười nói không sao cả sau đó rời khỏi phòng bệnh Lúc này Hà Thái Nhi lại dẫn bác sĩ và y tá vào Rồi tiến hành làm cho tôi một đống kiểm tra loạn xì ngầu Đại thể cuối cùng còn mắng tôi một trận Bảo tôi đừng có để tâm trạng kích động như thế Phải chú ý điều dưỡng thân thể Nếu không sẽ thành tàn tật cả đời các loại Tâm trạng tôi cuối cùng cũng ổn định lại Chuyện đã đến nước này Tôi cũng chỉ có thể cầu mong mẹ tôi đừng gặp chuyện gì khác nữa Trần Mù nói cũng rất đúng Hơn nữa mẹ tôi là mẫu sát hơn 20 năm trần mù và lưu văn tam thậm chí là ngao sói đến bản lĩnh đánh giáp mặt cũng không có dù gì trước mặt huyết sát như quá phụ liêu vẫn còn có thể động thủ kia kìa thằng điên nhà họ vương chắc chắn không phải là đối thủ của mẹ tôi phải nhanh chóng hồi phục rồi nghĩ cách nữa chỉ là trần mù không phải là đối thủ của mẹ không tiễn mẹ đi được chuyện này sẽ rất phiền phức trong lúc tư duy hỗn loạn sự mệt mỏi và buồn ngủ lại dâng lên tôi mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi một giấc kết quả tôi lại mơ thấy ác mộng lần này thì chẳng còn những chuyện liên quan đến mẹ tôi nữa mà chuyện tôi lại mơ thấy là thảm kịch nhân gian sau khi đập sông dương bị trâu sắc đâm vỡ cùng với trần mù và cả hạ thái nhi đều không được chết tử tế cuối cùng là lưu văn tam cũng chết ở trên sông dương bị quỷ nước móc tim bị ác mộng này dọa cho tỉnh giấc lúc tôi tỉnh lại trong phòng bệnh chỉ có một ánh đèn bạn tối mờ Tất cả mọi người đều không có đây Trên tay tôi được cắm kim truyền nước Nên cũng chẳng cảm thấy đói khác Chỉ là vẫn còn rất yếu ớt Bên cạnh đầu giường Điện thoại của tôi vẫn đang sạc điện Tôi phát hiện rương gỗ cũng được đặt ở đó Mò lấy điện thoại Tôi bấm gọi cho Phùng Chí Vinh Đầu bên kia giọng ông ta hơi có chút căng thẳng Hỏi tôi có vấn đề gì mà đột nhiên tìm ông ta Tôi nói với Phùng Chí Vinh Bảo ông ta tìm trên xác của ông nội tôi một thứ chắc là một hoặc hai tờ giấy bên trên có rất nhiều hình vẽ hoặc là cổ văn phong thủy khó đọc bảo ông ta đem đến cho tôi ngay bây giờ hơn nữa tôi cũng dặn ông ta chuyện này rất quan trọng liên quan đến mạng sống của rất nhiều người nhớ kỹ đừng để người khác biết chỉ có thể do đích thân ông ta đi tìm rồi đưa qua đây nói hết xong tôi liền nhắc điện thoại tay trái của tôi nắm chặt lấy ga giường lo lắng không chỉ là con trâu sắt trên sông dương đó mà còn cả việc lặp lại hai lần lưu văn tam trần mù và hà thái nhi chết thảm trong giấc mơ của tôi trước đây lúc tôi và lưu văn tam giải quyết mã bảo trung trước khi gã chết có từng nói một câu lúc đó gã nói với lưu văn tam sau khi vợ mày treo cổ thằng mù chết chìm là sẽ đến ngày chết của mày mày không con tuyệt hậu không người đưa tang chỉ còn nước vào nghĩa trang núi mã gã cũng còn định nói với tôi kết quả chưa đợi nói hết gã đã tắt thở rồi Lời gã ăn mày chó chết này nói rất chuẩn Tôi vốn đã sắp quên mất chuyện ấy rồi Nhưng giấc mơ này lại khiến tôi kinh hoàng nhớ lại Tôi sợ nó sẽ ứng nghiệm, sẽ thành sự thật Tuy rằng chỉ là thời gian khoảng 2 tháng Nhưng những chuyện mà tôi gặp phải này Khiến tôi bây giờ không chỉ là cảm giác Mà càng có thể khẳng định Trên thế gian này tự có nhân quả định số Cũng giống lúc ban đầu trần mù dậy tôi Không có quỷ nào vô duyên vô cớ bám lấy tôi sự phát sinh của bất cứ chuyện gì chắc chắn đều là có nguyên do càng phù hợp với những giấc mơ tôi từng mơ thấy trước khi đào đường cái tôi mơ thấy ông nội đứng ở cổng thôn cuối cùng đường thay đổi ông mất rồi cổng thôn chỉ còn treo lại một chiếc áo nhưng đám dân thôn cho dù có được cuộc sống tốt hơn có được bố cục phong thủy mới vẫn không thay đổi được bản chất nên mới có chuyện tôi đào đường sau đó đương nhiên những mối quan hệ trong đây càng giao thoa phức tạp Đối với oán niệm của dân thôn Cảm thấy bọn họ không xứng Đồng thời tôi cũng bắt buộc phải lấy được trang trách của trạch kinh trên người ông nội tôi Nếu không, tôi sẽ không phá được bố cục phong thủy kia của con trâu sắt trên sông Dương Ngoài ra, giấc mơ này cũng khiến gánh nặng của tôi càng nặng thêm Tôi miễn cưỡng giơ tay kéo lấy cái rương ở bên cạnh giường Lật lấy trạch kinh từ bên trong ra Tôi cưỡng chế mình tĩnh tâm lại Tiếp tục xem nội dung của trạch kinh Trâu sắt đâm vào đập chắc chắn là một cơ hội để thay đổi phong thủy của thành phố nội dương. Biến hóa của phong thủy giống như một bàn tay vô hình, điều động số mệnh sinh tử của người trong cuộc. Nhìn trong lưu văn tam và trần mù của hiện tại, dường như người có thể động đến bọn họ không nhiều, nhưng một khi phong thủy của sông Dương thay đổi thì sẽ không còn chắc chắn nữa. Cũng giống như gia tộc thợ khiên quan nhà họ Vương, đều bởi vì nhà ở biến thành hung trạch mà bị diệt khẩu, chuyện phong thủy này tuyệt đối không được xem thường. Còn lời nói của thằng ăn mày chó chết ấy cũng rất kỳ dị. Tôi bắt buộc phải ngàn lần cẩn trọng. Đồng thời tôi cũng tin chắc rằng, cho dù tất cả đều có mệnh số, có điềm báo, nhưng người đã chết rồi, làm sao có thể quyết định sự sống chết của những người còn chưa chết chứ? Húng chi là gã ăn mày chó chết bị tôi và Lưu Văn Tam thiêu cháy nữa. Đại khái tầm hơn 2 tiếng sau, Phùng Chí Vinh mới vội và bước vào phòng bệnh, sắc mặt ông ta có chút tái nhợt, trên trán vẫn còn rất nhiều mồ hôi. Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh Thân người ông ta có chút không khống chế được mà phát run Sau đó mới run rẩy mò ra một tờ giấy được gấp phẳng phiêu Đồng tử mắt tôi có mạnh Tờ giấy này quả nhiên là trang bị xé ra của trạch kinh Vội đỡ lấy nó Phùng Chí Vinh cười khổ nói một câu Là tiên sinh xác chết của ông nội cậu Đúng là không dễ động đến Tôi chỉ chạm một cái Mà cổ quan tài của bố cậu đã rung lên Suýt nữa thì dọa chết tôi Nói lại cũng kỳ Tờ giấy này là từ trên người ông nội cậu đột nhiên rơi xuống đấy tôi im lặng trong lòng khẽ than bảo phùng chí vinh đừng sợ có lúc quá hoảng sợ cũng sẽ sinh ra ảo giác tôi đã dùng định la bàn trấn xác của bố tôi rồi bố sẽ không gây ra vấn đề gì đâu đợi tôi sắp xếp tỉ mỉ sự việc một chút rồi sau khi ra viện tôi sẽ tìm một phong thủy bảo địa để an táng ông nội tôi và bố tôi nói rồi tôi bèn mở tờ giấy này ra bên trên đầu trang giấy có một hàng tiêu đề chữ nhỏ được viết đậm vạn dặm không núi, quý ở có sông, bố cục dương ô, giúp tụ tam tài. Phía dưới bèn là một loạt bức vẽ đơn giản, một con sông nước chảy thẳng tắp, nơi khởi nguồn trên đầu nhất thì là một con sông vắt ngang, xung quanh có sông ngòi nhỏ không ngừng chảy vào, ở giữa thì qua lại không bị cản trở. Vị trí ở trên đỉnh nhất là một mặt cắt hơi cong nhẹ, hai đầu hơi hơi cong vào trong. Trong mặt cắt đó cũng có hang nước, được vẽ hình tượng nước chảy gần sóng đây không phải chính là chỉ con đập sông Dương sao? Tim tôi đập nhanh lên không ít, quả nhiên, ông nội tôi sẽ mất trang sách then chốt nhất trong trạch kinh. Muốn đem bí mật này vĩnh viễn đưa theo xuống dưới đất. Tôi nghiêm túc xem hết bức vẽ, rồi lại đi xem hàng chữ nhỏ ở bên cạnh, theo giải thích ở trên đó, đại khái đây là bố cục phong thủy Dương Ô, có thể hội tụ thiên địa nhân tam tài chung linh khí. Ô đỉnh đầu sông hội tụ, chủ phú quý lâu dài. Đương nhiên, Bố cục phong thủy này chỉ là khớp với bố cục của đập sông Dương Chứ không phải bức vẽ này chỉ vào đập sông Dương Những nơi khác nếu như có thể xây dựng bố cục phong thủy giống hệt Cũng sẽ có hiệu quả kỳ diệu y chang Chỉ có điều khiến đầu mày tôi vẫn cứ nhíu lại là Bên trên đây cũng chẳng có bố cục phong thủy trâu sắc đâm vào đập Tôi hít sâu một hơi, lật tờ giấy này lên Quả nhiên, ở mặt sau vẫn còn có nội dung Nội dung ở mặt sau này là được vẽ thêm lên Vốn dĩ lẽ ra là một mặt giấy trắng, nhưng lại được vẽ lên một con sông dạng ô, bên cạnh sông có một ngọn núi đổ sập, núi chỉ sập mất một góc, trong góc ấy có một con trâu sắt đâm ra ngoài, đồng thời còn có một số hình người nhỏ, trôi nổi trên mặt nước. Bức vẽ này chính là vẽ sông Dương và núi nội Dương, cùng với con trâu sắt. Ở chỗ con đập kia, còn có thể nhìn thấy đằng sau được xây dựng rất nhiều kênh nước, nước chảy tràn ra. Bên cạnh thì là bút tích của ông nội. Nước tam tài của sông Dương, tụ thì đáng tiếc, chi bằng tháo xuống đồng ruộng tạo phúc muôn nhà thế nhưng năm tháng loạn lạc sự vật hỗn tạp có quân phiệt mời ta gia nhập làm tiên sinh xem việc ta lấy lý do thân thể bất tiện tính cách không phù hợp để từ chối nhưng dưới trướng hắn lại còn một kham dư đại sư nhìn ra những gì ta nghĩ dùng nước nhấn chìm cả ngàn tù binh tán vào trong núi nội dương niêm phong chết phong thủy núi nội dương núi nội dương là tiểu long vọng thủy nhưng ngầm bao hàm trong đại long của thành phố nội dương tiểu long chết khô sẽ dẫn đến biến động của nội dương hoặc là hủy miếu hoặc là diệt tộc hoặc là thường xuyên khiến người mất mạng phá bố cục cần kéo trâu phá núi mà nếu phá núi địa long mạch hồi phục trâu sắc lại sẽ phá vỡ tam tài thủy đại cục phong thủy sông dương sẽ tiêu tan về lại bần hàng tài thủy thành hòa hại đến ngàn vạn sinh mệnh ta vốn có tâm hóa giải thế nhưng cháu trai sinh tử bất định bố cục thôn tiểu liễu cũng là hại mạng dân thôn ta cũng chưa từng nghĩ ra cách phá giải trâu sắc chỉ đành cứu cháu cứu thôn, vào đất làm móng. Những dòng này được viết rất chỉnh tề, rõ ràng được viết ra lúc ông nội quyết định đi làm móng đường. Tiếp xuống phía dưới thì là một đoạn được viết ngoáy, không được viết bằng bút nữa, mà là viết bằng máu. Phần cuối cùng là huyết thư. Khi ta sắp mất mạng, có ý tưởng đặc biệt, trâu sắc là nơi hội tụ của oán niệm sát chết, sát lính nổi đều là con trai của sông Dương, con trai chết thảm, không người hỏi thăm, mới đẩy trâu đâm đập đây là tướng oán khí ngút trời của họ Hoặc vì không thể tìm người thân của họ Bèn lấy vạn nhà bên sông Dương làm nhà Vớt ngàn xác lên bờ thờ cúng Cưỡng chế phá bỏ oán hận của họ Trâu sắc chìm xuống đấy Bố cục này lấy người phá phong thủy Nhân định thắng thiên Vị kham dư đại sư kia tuyệt đối sẽ không ngờ tới Tiếc rằng ta đã ở dưới đất Chẳng biết năm nào Mới lại thấy ánh mặt trời Là trung lương tuyệt bút Tôi nhìn chầm chầm vào đoạn cuối cùng này thân người đều kích động đến mức phát trung lên. Lấy người phá phong thủy, nhân định thắng thiên. Bất kể vị kham dư đại sư kia là ai, dùng phương thức này đối phó với ông nội tôi, kỳ thực cũng là giết người tru tâm. Y khiến ông nội tôi biết, thành phố nội dương sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, không chỉ là núi nội dương, mà còn là đập lớn sông dương sau khi phá giải bố cục của núi nội dương. Thậm chí y còn đặt sẵn trâu sắt, chính là đợi ông nội tôi đi phá bố cục. Y chắc chắn ông nội tôi phá được bố cục thứ nhất Nhưng không cách gì phá được bố cục thứ hai Khiến ông nội tôi hối hận đến chết Hoặc là lại cầu cạnh đến bọn Y Nhưng chính như ông nội tôi nói Lấy người phá phong thủy Nhân định thắng thiên Cái đó cho rằng Trâu sát oán khiến ngút trời đâm vào đập Không ai ngăn nổi Nhưng nếu như hóa giải oán khí của những xác nổi kia Đưa họ đi thờ cúng Tiễn đi đầu thai Thì lấy ai đẩy trâu Kể cả trâu sắc có ý đâm vào đập cũng chẳng còn sức lại nổi lên mặt nước lần nữa ts giải thích từ dịch giả kham dư là một cách gọi khác thời cổ của phong thủy tuy nhiên tính chất có chút ít khác biệt so với phong thủy tư tưởng nồng cốt của phong thủy là sự hòa hợp giữa con người với tự nhiên chủ yếu liên quan đến nguyên tắc và phương pháp lựa chọn vị trí phương hướng và cách thức xây dựng đối với các công trình xây dựng như cung điện nhà ở thôn xóm mộ địa còn kham dư lấy trọng tâm là thiên địa chú trọng hơn đến việc nghiên cứu địa hình địa mạo quan thiên tượng tinh sao sông ngòi thủy lợi ông nội cái danh âm thuật tiên sinh này đúng là kiềm hãm tài năng của ông nếu như lúc đó kim toán bạn cũng ở trong tay ông e rằng vị kham dư tiên sinh kia cũng chẳng làm gì được ông rồi tôi vô thức tự lẩm bẩm dứt lời tôi mới phát hiện trời đã sáng rõ rồi trong phòng bệnh không chỉ có mỗi phùng chí vinh đang ngồi lưu văn tam và hà thái nhi cũng đã tới Hà Thái Nhi ở bên cạnh gọt táo Còn mở nắp một bình ủ ra cho tôi Bên trong truyền lại mùi cháo thơm nước mũi Lưu Văn Tam thì ngồi sống dưới đất Hóa ra là đang giúp tôi thay túi tiểu Trong lòng tôi cũng vô cùng cảm động Hít sâu một hơi Tôi chầm chầm nhìn Lưu Văn Tam và Hà Thái Nhi một cái Sau đó tôi nghiêm túc Nói từng câu từng chữ một Chú Văn Tam, dì Thái, chú dì yên tâm Ông nội cháu nói nhân định thắng thiên Người chết không thay đổi được gì cả cháu chắc chắn sẽ bảo vệ được hai người, hai người không mất mạng được. Hà Thái Nhi ngẩn người, Lưu Văn Tam cũng không hiểu gì ngẩng đầu lên. Thập lục, mày nói cái gì thế? Sao lại vô duyên vô cớ thế? Tôi cười cười. Lưu Văn Tam tính cậu thả, tôi đoán là lão đã sớm quên hết lời của Mã Bảo Trung rồi. Trầm ngâm một lát, tôi không lập tức nói với lão, mà hít sâu một hơi rồi mở miệng nói, chú Văn Tam, nếu bảo chú vớt xác, cả ngàn xác chết, chú phải tốn mất bao nhiêu thời gian chúng ta có thể liên hệ với người vớt xác ở những nơi khác đến giúp không thần xác của lưu văn tam cũng nghiêm trọng hơn không ít đầu mày lão nhíu chặt cả ngàn xác chết ý mày không phải là chỉ đám xác nổi ở dưới sông dương đấy chứ lão lại trầm mặt một chút rồi lắc lắc đầu nói thập lục bỏ cái ý định đấy đi chúng ta vớt một thằng phùng tường lâu đã rất nguy hiểm rồi nó vừa mới chết đã thành hát xác để đám xác nổi dưới sông dương lên bờ sợ cái nào cũng là hát xác hết chú văn tam chẳng có bản lĩnh lớn như thế bọn chúng nếu như lên bờ thì chẳng ai trấn áp nổi mày có mỗi một cái la bàn nhái đấy đều đã dùng mất rồi lưu văn tam quả thật là thông minh đoán luôn ra những gì tôi định nói nhưng lời lão nói cũng khiến trong lòng tôi phủ một đám mây đen lão không vớt được nhiều xác nổi mà lại còn sẽ thành sắc xác như thế thì chuyện này không dễ giải quyết rồi phùng gia chủ Ông cứ về trước đi, sau này khả năng tôi sẽ cần ông giúp làm một việc tương đối quan trọng, ông cứ về nghỉ ngơi tử tế đã." Tôi quay đầu nhìn sang Phùng Chí Vinh. Ông ta gật gật đầu, cũng chẳng hỏi thêm gì khác, rời khỏi phòng bệnh. Lưu Văn Tam đi đóng cửa lại, hỏi tôi đây là ý gì? Lẽ nào tôi đã biết làm cách nào để phá giải việc con trâu sắt kia đâm vào đập. Tôi đem trang trách của Trạch Kinh đưa cho Lưu Văn Tam. Lão lại phẩy phẩy tay, bảo tôi lão xem không hiểu. Nói tôi cứ giải thích với lão là được. Tôi đem những lời kia của ông nội ra nói một lượt. Đồng thời, tôi cũng đem giấc mơ mà tôi mơ thấy những lời của gã ăn mày chó chết kia ứng nghiệm bảo với Lưu Văn Tam. Rõ ràng, Hà Thái Nhi có chút sợ hãi, mím môi nói, đúng là phải chú ý cẩn thận hơn. Lưu Văn Tam lại nói gã Mã Bảo trung đó đã bị lão đóng đinh chết rồi, lời cuối cùng gã nói thì là cái cướp gì. Dù sao Lưu Văn Tam lão cũng chẳng sợ huống chi là tôi mơ thấy lão chết trong tay quỷ nước ở dưới sông dương thế thì càng không có khả năng đặc biệt là còn cả hà thái nhi treo cổ trần mù chết đuối trước nữa những chuyện này đều tuyệt đối không thể nào phát sinh được cuối cùng lưu văn tam mới nói nếu ông nội tôi đã nói thế này thì đúng là có khả năng làm được thật chúng tôi có thể thử đi vớt những xác chết đó chỉ có điều trước khi làm việc này cũng cần đi tìm người dân thành phố ở bên bờ sông dương tốt nhất là phải tìm được cả vạn thật đi xây một khu từ đường, dùng để thờ cúng xác chết. Lưu Văn Tam thậm chí còn nhắc nhở tôi, có thể đem những lời này của ông nội tôi ra suy nghĩ mổ sẽ sâu thêm chút nữa. Chuyện lấy vạn nhà làm nhà, vớt ngàn xác chết lên bờ thờ cúng này, nói không chừng là mỗi người một bài vị, giống như kiểu thờ cúng âm thai để tiễn đi đầu thai kia thì sao? Nói xong, Lưu Văn Tam cười hề hề xoa xoa tay, nói lần này Phùng Chí Vinh phải mất máu nặng rồi. Tôi ngẩn ra một chút, còn chưa đợi tôi nói gì lưu văn tam đã tiếp tục nói xây từ đường chắc chắn là phải tìm phùng chí vinh rồi tập trung người dân thành phố tới thờ cúng xác chết cũng phải tìm phùng chí vinh vớt ít nhất cả ngàn cái xác nổi chắc chắn phải tìm thêm vài người vớt xác nữa cùng hành động tuy rằng người vớt xác sông dương lão không chấp nhận cho người khác vào địa bàn của mình nhưng con trâu sắc này mà đâm vỡ đập thật bát cơm của lão cũng bị đâm mất rồi thì cũng chỉ còn cách thỏa hiệp cho người khác tới giúp thôi còn việc tìm người vớt xác tới giúp phải tốn một món tiền lớn, tiền này cũng chỉ có thể để Phùng Chí Vinh chi rồi. Vị thổ hoàng đế họ Phùng của sông Dương này, ăn lọc sông Dương bao nhiêu năm nay, kiểu gì cũng phải nôn ra một ít chứ. Tôi nghe mà dở khóc dở cười, lúc này mới phản ứng lại, tuy rằng lần trước Phùng Chí Vinh đưa xác của bố Lưu Văn Tam cho lão, còn đưa cả những thứ đồ nghề của người vớt xác đời trước. Nhưng trong lòng Lưu Văn Tam vẫn có chút bất mãn và thù hằn đây mà chuyện này cũng chẳng đến mức ảnh hưởng gì cả giống như lão thường xuyên cãi nhau với trần mù vậy chỉ cần có thể ăn lợi được một chút là trong lòng ngọt như ăn mật ngay tôi hít sâu một hơi nói chú văn tam nhân quả phúc báo phùng chí vinh nếu làm được việc tốt lớn này nhất định nhà họ phùng cũng sẽ có lợi chúng ta không nhìn thấy nhưng ông trời sẽ cho lưu văn tam lại ngạc nhiên nhìn tôi hồi lâu sau lão mới thở dài một tiếng thập lục mày cũng bắt đầu giống hệt trần mù Ăn nói cứ lãm nhảm ra Chú Văn Tam không muốn mày thành như thế Cái gì thì là cái ấy Nói gì mà báo ứng xác đáng Rất nhiều thứ Chú ngược lại thấy là báo kiếp này luôn là tốt nhất Cũng vào lúc này Hà Thái Nhi cũng trợn mắt nhìn Lưu Văn Tam một cái Bảo Lưu Văn Tam nói cái quái gì thế Rõ ràng là thập lục bây giờ có bản lĩnh rồi Lời nói cũng là có huyền cơ đấy Chứ ai lại chỉ biết hút thuốc uống rượu Rồi chữ bậy thô tục như lão Trong lúc nói Hà Thái Nhi cũng đưa đồ ăn cho tôi tôi ăn uống sự bức bối trong lòng cuối cùng cũng giảm nhẹ bớt đi bây giờ có chuyện cấp bách cần tôi làm tôi cũng duy có cách khiến bản thân trở nên có bản lĩnh mới có thể thực sự có sức mạnh đi đối mặt với những chuyện này tôi lờ mờ cảm thấy sợ rằng chẳng ai tiễn mẹ tôi đi được trừ phi tôi có bản lĩnh đó mẹ mới không từ chối đương nhiên ngoài việc này ra tôi cũng đã dự định sẵn rồi tôi phải gặp mặt từ thi vũ lần nữa còn bắt buộc phải qua nhà họ vương một chuyến thằng điên nhà họ vương bất kể là người hay là quỷ tôi đều có thể dùng bố cục phong thủy làm loạn thế trận của gã ăn xong đồ ăn và hoa quả tinh thần của tôi tràn trề năng lượng cảm giác thạch cao ở trên vai phải đúng là trách việc nhưng cũng bất lực chẳng bỏ đi được chỉ có thể gọi điện thoại nói những sắp xếp của tôi với phùng chí vinh đồng thời bảo lưu văn tam qua nhà họ phùng một chuyến tiếp sau đó tôi lại bắt đầu đọc sách ở trên giường chẳng có việc gì làm Tôi cũng chỉ còn biết đọc trạch kinh và cốt tướng thôi. Vừa đúng lúc này, điện thoại của tôi lại reo lên, sau khi nhận cuộc gọi, đầu bên kia truyền lại một giọng nói. "Là tiên sinh, tôi nghe nói cậu xảy ra chuyện rồi, không vấn đề gì lớn chứ?" Giọng nói này có chút quen quen, chẳng phải là Hứa Đức Sưởng sao? Hắn với nhà họ Phùng có chút quan hệ, biết tôi xảy ra chuyện cũng chẳng có gì lạ cả. Tôi nói không có gì đáng ngại, Hứa Đức Sưởng lại nói, "Hắn đến thành phố Nội Dương rồi." có một chuyện muốn nhờ tôi giúp đỡ. Còn nữa, chuyện vợ hắn Hoàng Sang Sang bị giết và chuyện của em gái hắn hứa nhiễm cũng đã có kết quả rồi, muốn kể cho tôi, hỏi có thể tới viện gặp mặt tôi được không? Lúc tôi nghe vế trước còn hơi có chút nghi hoặc, trạng thái này của tôi sợ là chẳng làm được chuyện gì. Có điều, chuyện của Hoàng Sang Sang đã có kết quả, thì lại khiến tim tôi đập hơi nhanh. Lập tức nói tôi nhắn địa chỉ cho hắn, bảo hắn tới gặp tôi cách thời điểm từ thành phố Thường Bình về, cũng đã gần hơn 20 ngày rồi. Khi đó Hoàng Sang Sang bị lão gia nhà họ hứa chữa suýt thành huyết xác Đấy cũng là lần đầu tiên tôi dùng thuật pháp khác của âm sinh cửu thuật, lấy bò già tiễn âm, tiễn con trai của hứa đức sưởng đi đầu thai. Lúc đó khi chôn Hoàng Sang Sang, cũng suýt nữa thì tán vào huyệt bạch hổ trọng sát. Cuối cùng là hạ tán ở núi Sửu bên cạnh, mới hóa giải được phiền phức của huyết xác Bây giờ nghĩ lại, ban đầu mối trắng bò ra cướp xác Hoàng sang sang chắc chắn là hung hãn hơn so với huyết sát trong tưởng tượng của tôi, cũng may là không để chúng thành công. Đây cũng coi như tôi và Lưu Văn Tam may mắn. Ngoài ra, đem hoàng sang sang tán vào chân núi của núi Sửu, cũng là bởi sự lý giải của tôi đối với trạch kinh chưa đủ thông suốt. Núi Sửu đó chắc là chi long mạch, tán ở huyệt vị của chi mạch mới là lựa chọn tốt nhất. Trong lúc tôi đang suy nghĩ đến xuất thần, thì Hà Thái Nhi lại hỏi tôi một câu, người gọi điện thoại cho tôi là ai? giải thích đơn giản đôi câu xong hà thái nhi mới gật gật đầu nói bà ta phải về nấu cơm trưa cho tôi đợi đến trưa mới quay lại bảo tôi đừng có ra khỏi viện càng tuyệt đối không được làm bừa cũng đừng có mù quáng giúp những chuyện không giúp được tất cả phải lựa sức mà làm tôi cảm kích gật gật đầu nói tôi biết chuyện gì mới là quan trọng sẽ không làm bừa đâu hà thái nhi nghe vậy mới thở phào một tiếng rời khỏi phòng bệnh tôi lại đọc sách gần nửa tiếng phòng bệnh mới có tiếng gõ cửa Nói một câu mời vào, người đẩy cửa bước vào, chính là Hứa Đức Sưởng. Hứa Đức Sưởng mặc một bộ vét thẳng thớm, mặt mày còn có vài phần hồng hào. Gương mặt cương nghị nhìn càng có tinh thần, vết sẹo trên mặt kia trông cũng chẳng còn nanh ác như trước nữa. Tôi nhìn chầm chầm tướng mặt của Hứa Đức Sưởng, trong lòng đột nhiên có chút cảm thán. Núi sửu tán hoàng sang sang vào sông, đích thực đã khiến nhà họ hứa hưng vượng. Cung tiền tài của hứa đức sưởng căng tròn trân nhẵn, xương mũi cao thẳng, thậm chí đầu mũi còn có nốt ruồi son, đây là biểu hiện của việc tiền tài đầy tràn cả ra ngoài. Lông mày xuôi dài thẳng đến tận đuôi mắt, thậm chí còn có tướng mày rũ, đây cũng là dấu hiệu sẽ trường thọ. Núi sửu tán sát, quả nhiên là nhánh nào cũng phát đạt, nhân hưng tài vượng, phúc thọ song toàn. Còn tôi cũng có vài phần than thở, sợ rằng trong nhà họ hứa, cũng chỉ có hứa đức sưởng là chân thành với hoàng sang sang, những người khác đích thực không xứng. Cũng may hứa đức sưởng là gia chủ của nhà họ hứa Sau này nhà họ hứa sẽ hoàn toàn là của hắn Nếu không Hoàng sang sang bảo hộ để phúc cho nhà họ hứa Mà nhà họ hứa lại chửi rủa cô ta Thì đúng là không đáng Xui Trong mắt hứa đức sưởng đầy vẻ kinh ngạc Vội vã bước tới bên giường La tiên sinh Hóa ra cậu bị thương nặng đến mức này Thế này mà còn coi như không có gì đáng ngại à Tôi cười cười Nói không chết Có thể khỏe lại thì đích thực là không có gì đáng ngại. Hứa Đức Sưởng thở dài một tiếng, nói tôi đúng là cao nhân, dường như đến sinh tử cũng nhìn thấu suốt rồi. Tôi cũng chẳng giải thích gì nhiều, nhìn thấu sinh tử. Sợ rằng chỉ có ông nội tôi là nhìn thấu. Hứa gia chủ, anh không cần lo lắng nhiều cho tôi, tôi đích thực luôn quan tâm đến chuyện của vợ anh, rốt cục là như thế nào. Làm sao mà làm rõ được vậy? Tôi trầm giọng mở miệng, nói thẳng vào vấn đề chính hứa đức sưởng im lặng một lát gương mặt có vài phần đắng chát ban đầu chẳng phải tôi báo cảnh sát cho người đến bắt em gái tôi đi sao cũng nói ra những điểm nghi ngờ nó tôi gật gật đầu khi đó cũng nhớ rất rõ lúc hứa đức sưởng về nhà hứa lão thái gia cầm gậy đứng ở cổng chờ hắn đại để là cảm thấy hứa đức sưởng điên rồi không màng tình nghĩa anh em còn để cho em gái bị bắt hứa đức sưởng cũng không ngừng nghỉ tiếp tục nói cảnh sát hỏi cung ra em gái tôi cũng khai rồi Sang Sang là do nó và thằng Lý Vĩnh Huy đó cùng hại chết. Còn Lý Vĩnh Huy thì là chết trong tay nó và Sang Sang. Tôi nhíu chặt đầu mày, nói, như vậy thì không đúng rồi, Hoàng Sang Sang bị Lý Vĩnh Huy và em gái anh hứa nhiễm hại chết, nhưng Lý Vĩnh Huy lại bị Hoàng Sang Sang và em gái anh hại chết. Lúc đó người chết là ai, hại người kiểu gì? Hứa Đức Sương trầm mặt một hồi, rồi mới nói, chuyện này, e rằng là trùng hợp, cũng là báo ứng xác đáng ban đầu lý vĩnh huy điên cuồng theo đuổi em gái tôi bám riết lấy nó cuối cùng tuy rằng nghĩ không phép rồi bỏ việc nhưng vẫn chưa từng bỏ cuộc thậm chí còn uy hiếp em gái tôi nếu như không qua lại với gã gã sẽ cưỡng hiếp nó cùng lắm thì ngồi tù ba năm ra ngoài vẫn cứ đi tìm nó để nó cả đời cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh này được còn thái độ của em gái tôi với sang sang cũng giống như bố mẹ tôi đều muốn tôi với cô ấy ly hôn em gái tôi bèn nảy sinh ác niệm Bảo Lý Vĩnh Huy hại chết sang sang Thì nó sẽ đồng ý qua lại với Lý Vĩnh Huy Sau đó nó tìm cái cớ Lừa sang sang ra khỏi nhà Đưa cô ấy tới bên bờ sông Dương Lúc nói đến đây Trong mắt của hứa đức sưởng có hơi đỏ lên Rõ ràng lại bắt đầu nước mắt lưng tròng. Đối với một người đàn ông mà nói Thì thà đổ máu chứ không rơi lệ Nhưng sự việc động chạm đến chỗ đau Nỗi đau rơi nước mắt Sợ là còn đau hơn so với đổ máu Húng chi là việc em gái ruột của mình hại chết người vợ đã sắp lâm bồn. Tôi khó khăn sờ lấy một hộp giấy ăn ở đầu giường, đưa cho hứa đức sưởng, cũng không nhắc lời của hắn. Hứa đức sưởng lau nước mắt đi, rồi mới tiếp tục nói nốt phần còn lại. Theo như những gì em gái tôi tường thuật lại với phía cảnh sát, sau khi đến bên bờ sông Dương, Lý Vĩnh Huy liền bước ra, tháo bỏ chi giả của sang sang, rồi ném cùng với nạn của cô ấy xuống dưới sông, sau đó lại dùng bè tre đã chuẩn bị sẵn từ trước, đem cô ấy vứt xuống giữa sông Dương để dìm chết. Lúc sang sang rơi xuống Thì cứ sống chết kéo lấy Lý Vĩnh Huy Hai người cùng rơi xuống dưới Cô ấy luôn đem theo người một con dao găm mà tôi tặng Lại thừa lúc loạn đâm một dao vào ngực của Lý Vĩnh Huy Sau khi Lý Vĩnh Huy bị thương Vừa bóp cổ cô ấy Vừa muốn lên bờ Mới bơi đến vị trí gần giáp bờ Thì em gái tôi liền dùng sào tre đẩy gã ra ngoài lại Lúc đó em gái tôi cũng đã có ác ý Nó hoàn toàn không muốn qua lại với Lý Vĩnh Huy Chỉ là lợi dụng gã mà thôi nếu như lý vĩnh huy bị chết chìm rồi thì sẽ xong hết sau này nó sẽ không còn bị người ta đeo bám nữa sau đó đích thực là sang sang và lý vĩnh huy đều đã mất mạng không dãy dụ nữa nó mới bỏ chạy hơn nữa còn vào trong nội thành cả một tháng đó đều không về nhà nó cũng bảo là nghe nói chúng tôi vớt xác sang sang cùng với xác của lý vĩnh huy lên vì vậy có chút sợ hãi nên mới về lại trong nhà nói đến đây Hứa Đức Sưởng đã dùng hết nửa gói giấy, trong mắt hắn đã hoàn toàn đỏ quạt. Tim tôi cũng đập thình thịch cả lên. Đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó, có người ở ngoài phòng nhìn trộm tôi, cuối cùng còn phóng hỏa đốt phòng tôi, muốn đốt bỏ âm thai. Vậy người đó chính là Hứa Nhiễm. Cô ta e rằng không phải là biết Hoàng Sang Sang được vớt lên xong mới quay về. Bởi vì ở ngoài cửa phòng, còn có loại cỏ nước mọc bên bờ sông Dương. Ngoài cô ta ra, cũng chẳng còn ai có khả năng muốn đốt bỏ âm thai. Cô ta căn bản không hề vào nội thành thành phố Thương Bình, bởi vì cô ta lo sợ, lo sợ chuyện này sẽ bị phát giác, vậy nên một thời gian dài đều thủ ở bên bờ sông Dương, cô ta cũng nhìn thấy chúng tôi tới. Vậy nên mới về nhà. Trong nháy mắt, tôi đã nghĩ thông suốt những điểm này. Chỉ có điều, tôi không nói lại với Hứa Đức Sưởng nữa. Chuyện này đã có kết quả từ lâu rồi, không cần thiết phải nói ra để khiến hắn lại đau lòng thêm lần nữa. Nhưng tôi cũng nhớ lại một chuyện. Chuyện này tôi vẫn cứ nén dưới đáy lòng, không hề quên. Lúc đó bên bờ sông Dương, khi tôi đỡ âm linh cho Hoàng Sang Sang, bên bờ còn có một người đàn bà vác bụng lên trên bờ. Cô ta liên tục ở phía sau nhìn trộm tôi đỡ âm linh. PS giải thích tự dịch giả. Nhân tâm bất cổ là một thành ngữ của Trung Ý chỉ cái tâm của con người hiện tại đã mất đi sự thuần phát trung hậu của người thời cổ, chỉ còn lại sự gian ác, giả tạo, cây nghiệt mà thôi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tôi phát hiện ra cô ta xong thì sợ hết hồn. Còn cô ta cũng rơi lại xuống sông. Sau đó Lưu Văn Tam lại giải thích với tôi rằng, xác chết ở dưới nước không thể nào tự lên bờ được, bất kể cô ta hung dữ cỡ nào cũng không lên được, trừ phi là lão đưa lên bờ trần mù cũng nói bất kể là đường sông hay đường bộ đều có quy tắc cả xác chết dưới nước không thể lên bờ lúc đó tôi không hiểu rõ bây giờ thì đột nhiên nghĩ thông rồi cô ta chưa chắc là do lưu văn tam đưa lên bờ hoặc giả là do người khác vớt cô ta lên sau đó không quản cô ta nữa thì sao cũng cực kỳ có khả năng người đó cũng là người vớt xác hoặc là ngư dân đã bị cô ta hại chết rồi cô ta không có ai giúp đỡ vậy nên mới nhìn trộm bọn tôi nghĩ đến đây tôi hơi có chút không rét mà run. Thành phố thường bệnh này, e là không được đi nữa. Tôi cũng liên tưởng đến giấc mơ kia của tôi, đến cuối cùng sau khi Lưu Văn Tam, Trần Mù và Hà Thái Nhi chết. Đích thực còn có một người đàn bà vác bụng lớn, cả người cô ta ướt nhẹp khóc thúc thiết sau lưng tôi, nói cô ta đau bụng, muốn sinh rồi, nhưng không sinh được. Cô ta bảo tôi giúp đỡ âm linh cho cô ta. Nếu không sẽ lấy mạng tôi. Tất cả những việc này đều đã có dấu hiệu từ sớm, nếu như tôi hơi sơ suất một chút, sợ rằng bản thân sẽ bước vào chỗ chết. Hít sâu một hơi, tôi vuốt xuôi mớ tư duy hỗn loạn, lại an ủi hứa đức sưởng đôi câu, nói giờ tất cả cũng đã phát sinh rồi, không còn khả năng thay đổi nữa, chỉ có thể về sau hắn thờ cúng hoàng sang sang cho tử tế thôi. Cho dù tính cách hoàng sang sang có thể không tốt, khiến người nhà họ hứa không thích, nhưng dù sao cô ta cũng đã một xác hai mạng, bây giờ chết rồi, cũng nằm trong đất lành phong thủy phù hộ nhà họ Hứa. Hứa Đức Sưởng gật đầu, nói hắn hiểu những điều này, hắn bây giờ mỗi tuần đều dành thời gian một hai ngày ra ở phía bên cạnh mộ. Hơn nữa hắn cũng vẫn liên tục giải thích với người nhà. Bố mẹ già của hắn quá cứng đầu cố chấp, bởi vì em gái hắn cố ý giết người, hai mạng người, tính chất ác liệt nên bị phán quyết tử hình. Vậy nên bất kể ra sao, bọn họ cũng không thể nào nghĩ thông được nữa. Còn về những người khác của nhà họ hứa Thì có tin vào phong thủy và quỷ thần Bọn họ cũng đã nhìn thấy những biến hóa hiện nay của gia tộc Càng tin rằng đấy là do hoàng sang sang phù hộ Dần già cũng đã có người đi tế bái rồi Nghe đến hai chữ tử hình này Tim tôi đập đánh thịt một cái Hứa nhiễm như vậy chắc chắn là trừng phạt đúng tội Có điều trên đời này Có mấy kẻ thực sự bị trừng phạt đúng tội Quá phụ liêu nén hơi thở uất ức đó Sợ Lý Phương Ngọc không chết Cuối cùng ba người bọn họ không chết không dừng rồi lần đó con gái của Sưởng Trưởng Châu manh manh chết mà không đổ, cũng là bởi vì Sưởng Trưởng Châu báo cảnh sát bắt người, nhưng cuối cùng những người đó không bị trừng phạt thích đáng. Hai chữ công bằng nói thì đơn giản, nhưng lòng người không đơn giản. Kẻ có thể bị trừng phạt đúng tội, quá ít quá ít. Cũng vào lúc này, Hứa Đức Sưởng lại nói nhỏ một câu, "Là tiên sinh, cậu còn nhớ ban nãy tôi gọi cho cậu có nói nhờ cậu giúp đỡ không?" Hắn lúc này cũng không khóc nữa, thần sắc nhìn trong bình thường hơn nhiều. Tôi cười khổ một tiếng, cúi đầu nhìn xuống vai phải một cái, nói, tôi đích thực là muốn ra khỏi giường, cái giường bệnh này đúng là không phải chỗ người ở, nhưng anh nhìn tôi thế này, có thể giúp gì được. Hứa Đức Sưởng nghe vậy mới lập tức nói, không phải xuống giường ngay vội. Chỉ là nhờ cậu giúp bạn tôi xem tướng mặt một chút, chỉ đường lối cho nó, nếu như cậu lành hẳn, có thời gian, thì lại đi giúp nó chỉ điểm phong thủy một chút là được nó đã đợi ở bên ngoài rồi, hơn nữa, nó cũng đã chuẩn bị quà gặp mặt cho cậu. trong lúc nói, Hứa Đức Sưởng xách cái vali nhỏ ở bên người lên. lúc nãy tôi không chú ý đến cái này, còn tưởng là hắn xách đồ của mình đi cùng. Hứa Đức Sưởng đặt cái vali lên tủ đầu giường mở ra, bên trong là tiền mặt được xếp ngay ngắn, ít nhất cũng phải có hai chục cọc. là tiên sinh, đây là hai mươi vạn tiền mặt, chỉ là nhờ cậu xem tướng mặt một chút, chỉ bảo cho một hai câu. Chuyện điểm phong thủy sẽ có số tiền lớn cảm tạ Bây giờ cũng chưa cần cậu nhận lời ngay Tim tôi đập mạnh hai phát Như thế này thì tôi không muốn từ chối Trước đây đỡ âm linh thêm cả điểm mộ Cuối cùng lại đi sửa kim toán bàn Nên số tiền tôi kiếm được đã bị dùng mất non nữa Không tính đến việc lúc đó lưu văn tam tinh trùng lên não Còn đem một món tiền của tôi đi gửi vào gói quản lý tài chính thời hạn tận mấy năm Thì trong thẻ của tôi còn hơn một trăm vạn nhìn trong thì một trăm vạn không ít nhưng tình hình như bây giờ thôn tiểu liễu tôi không về được nữa bà nội giờ này cũng đang ở nhà họ phùng cứ ở mãi nhà họ phùng thì sẽ cứ mãi nợ phùng chí vinh một món nợ tình nghĩa tuy rằng ông ta rất vui vẻ nhưng tôi không muốn nhà ở là vấn đề đầu tiên tôi cần suy nghĩ bởi vì tôi cũng không thể cứ ở nhờ mãi trong nhà lưu văn tam ngoài ra bèn là ông nội tôi và bố tôi bọn họ cũng cần một khu đất lành phong thủy để an táng tôi muốn chọn một ngọn núi lũng, việc này sợ là cũng phải chi mất một món không nhỏ. Chỗ tiền này sợ là chỉ đủ để mua một căn nhà ba phòng ngủ thông thường ở thành phố Nội Dương, mà còn không được lớn lắm, thì lấy gì đi mua đất núi? Được, vậy bạn anh đang ở đâu? Tôi xem tướng mặt trước. Tôi mở miệng nói. Nó vẫn cứ đợi ở ngoài cửa. Trên mặt hứa đức sưởng có chút mừng rỡ, lập tức đứng dậy, hướng ra phía ngoài cửa phòng bệnh gọi một tiếng nhưng phải qua đến cả mấy phút hứa đức sưởng gọi tận mấy tiếng cửa phòng bệnh mới bị đẩy mở bước vào trong là một người đàn ông trung niên tầm tuổi của hứa đức sưởng đầu cắt bằng mắt một mí mắt tương đối nhỏ nhìn trong hơi có chút giống mặt bánh nướng có điều ngủ quan trông rất lập thể nói thật nhìn lần đầu vào tướng mặt của gã tôi cảm giác có vài phần gian xảo chỉ là chỉ nhìn từ mỗi tướng mặt thì lại không nhìn thấy có chỗ nào không tốt Mắt tuy nhỏ nhưng bọng mắt bình thường Cung âm chí đại biểu con cái có trai có gái Giang môn sạch sẽ Ấn đường không có khí đen Nhân trung không có tướng nốt trùi Cung tài lộc cũng dày dặn Xương gò má trong cũng có thế có lực Nhưng lại không phải là kiểu lồi ra nhọn hoắt Đơn thuần là nhìn lần đầu Thì đây là một người có tiền có mệnh số không tội Gia đình hạnh phúc mỹ mãn Tiền tài nhiều đến mức tiêu không hết Gã Có tướng mặt gì cần tôi xem cho Là tiên sinh người bạn này của tôi tên là la trí kiến làm về buôn bán mậu dịch hứa đức sưởng cười giới thiệu với tôi tiếp đấy vai hắn lại khẽ huýt la trí kiến nói đây là người mà tôi nói với ông la thập lục la tiên sinh la trí kiến thì giống như hơi có chút trì trệ lúc này mới phản ứng lại cung kính chào hỏi với tôi đầu mày tôi hơi nhíu lại lập tức tôi liền cảm thấy có chút vấn đề một người tướng mặt hơi có chút gian xảo Lại là người có tiền có mệnh số không tồi Làm sao có thể trì trệ như vậy được Đến cả nói chuyện với người khác Cũng chậm cả nửa nhịp Lúc này hứa đức sưởng cũng mở miệng nói Là tiên sinh tôi đưa nó đến tìm cậu Chính là muốn xem xem nó có phải gặp phải vấn đề gì rồi không Vốn dĩ trí kiến nó Làm gì phản ứng cũng rất nhanh Nhưng chẳng biết tại sao Thời gian này bắt đầu trở nên không bình thường trong nhà tuy rằng tiền tài không ít đi, nhưng không ít hàng con cháu và cả anh em đều gặp vấn đề, rất nhiều người đều ăn cơm nhà nước, làm ở cơ quan hành chính sự nghiệp, đứa nào cũng bị đá xuống. Bao gồm cả trí kiến nó cũng có một chức danh không lớn không nhỏ, nhưng vô duyên vô cớ cũng bị hủy bỏ, quan trọng là nó cũng chẳng đắc tội ai. Trong quá trình hứa đức sưởng nói, phản ứng của La Trí Kiến vẫn rất trì trệ đợi hắn nói xong mãi một hồi, là Trí Kiến mới như phản ứng lại vậy, gật gật đầu với tôi, nói hai chữ, "Đúng." "Đúng." Có điều cũng chỉ được vậy, rồi gã lại ngẩn ngơ cúi đầu không nói nữa. Thậm chí tôi còn cảm thấy gã càng chậm chạp hơn. Hứa Đức Sưởng lại thở dài một tiếng nói, "Là tiên sinh cậu xem, cũng chẳng mấy hôm mà người nó đã thành thế này. Nó đi viện kiểm tra rồi, không có bệnh gì cả." tôi thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản như thế, không chừng là đắc tội với người nào đó, hoặc là tướng mặt với phong thủy trong nhà xảy ra vấn đề gì, liền vội đưa đến đây gặp cậu. Tôi sâu chuỗi những lời kia của hứa đức sưởng, sau đó trầm giọng nói, đẩy anh ta qua đây, tôi mò cốt một lượt xem. Rất nhanh, hứa đức sưởng đã đẩy la trí kiến đến bên cạnh giường. Lần này tôi và hứa đức sưởng đều không hỏi đến ý kiến của gã, bởi vì gã phản ứng đúng là quá chậm. Xương mặt tôi không sợ, bởi vì tướng mặt không có vấn đề gì. Hai tay tôi bắt đầu sờ đến là xương cự ngao ở sau mang tay, cũng là vị trí hai bên sườn gáy. Vốn dĩ chuẩn bị từ đây sờ lên trên, kết quả vừa chạm vào, tôi đã phát hiện ra vấn đề. Trong lòng vô cùng kinh ngạc. Là trí kiến đột nhiên cũng kêu hự một tiếng, lần này phản ứng của gã nhanh hơn nhiều rồi, kêu một tiếng đau. Tay tôi lập tức trút bớt vài phần lực, cũng không dùng sức ấn nữa, mà nhích xuống dưới hai thốn đỡ lấy cần cổ của La Trí Kiến, cũng không cho gã lùi lại, mà đồng tử mắt có mạnh nhìn mặt gã. Lúc này đầu mày gã nhíu chặt, trong mắt cũng có vài nét đau đớn. Rõ ràng từ trên mày gã, rớt xuống vài sợi lông mày. Giây trước, tôi còn chưa nhìn ra được vấn đề gì trên tướng mặt của gã, đích thực là chỗ có vấn đề quá ít. Nhưng bây giờ mò cốt, tôi liền tìm thấy điểm máu chốt. Chỗ cần cổ chết lên trên phía sau mang tai của người bình thường, cũng là vị trí phần gốc của gáy, có hai mảnh xương cự ngao. Xương cự ngao từ sau mang tai nối liền với sau gáy, người bình thường đều hơi hơi gồ lên, nếu như gồ lên rõ nét, thì đấy là tướng quyền quý. Giống như vậy, xương cự ngao đại biểu không chỉ mỗi là quyền quý, mà càng là chủ trí tuệ, linh hoạt và còn cả trường thọ. Là trí kiến, không có xương cự ngao. Vậy nên lông mày gã mới rụng. Mày chủ trường thọ, hình dạng mày của gã tuy dài, thậm chí còn dài hơn cả hứa đức sưởng, theo lý thì là dấu hiệu của việc trường thọ, nhưng lông mày lại quá thư thớt, đặc biệt là lúc này còn rụng vài sợi, tôi liền cảm giác thư đến bất thường. Thêm việc ban nãy Hứa Đức Sưởng còn nói, nhà họ La bọn họ có rất nhiều người ăn cơm nhà nước, dạo gần đây đều đánh mất bát cơm, cùng với bản thân chức danh của La Trí Kiến cũng bị hủy bỏ. Nhất là phản ứng của gã vô cùng trì trệ, đây cũng là thay đổi đột ngột. Tất cả những việc này đều có liên quan đến xương cự ngao. Tôi hít sâu một hơi, Quay ra nhìn sang hứa đức sưởng Sau đó nói anh ta đã gặp phải chuyện gì Dạo gần đây ấy Hứa đức sưởng hơi có chút do dự Rồi trả lời mọi thứ đều tương đối bình thường Chỉ có điều gần một năm trước Nó từng vào viện một lần Bảo là xảy ra chuyện ngoài ý muốn Dầm cửa nhà cũ rơi xuống đập trúng đầu Bác sĩ bảo gì mà gãy xương đấy sọ Cuối cùng cũng chữa lành rồi Ngoài việc này ra thì không có chuyện gì khác phát sinh. Là trí kiến nó gia đình hòa thuận, vợ hiền thục, con trai con gái cũng rất ngoan ngoãn, chủ yếu là nó còn trẻ măng đã làm chủ, năng lực xuất chúng, gia tộc cũng quản lý rất tốt, trên cơ bản là không có điều tiếng gì bất thường. Tôi ngẫm nghĩ, sau đó ấn ấn lên đầu của La Trí Kiến, bảo gã cúi xuống. Gã trì trệ mất hơn nửa phút mới cúi đầu xuống. Ánh đèn của bệnh viện không đủ sáng, tôi bảo hứa Đức Sưởng mở đèn pin của điện thoại lên. Hướng dẫn cho hắn soi vào vị trí xương khác thường phía sau mang tay mà lẽ ra là xương cự ngao ánh đèn trắng chói mắt chiếu vào chỗ sau gáy này chân tóc và da đầu đều có thể nhìn rất rõ ràng phần sau hai mang tai của la trí kiến hơi lõm xuống đây hoàn toàn là việc lõm xuống bất thường người bình thường cho dù cốt tướng của xương cự ngao có xấu đến đâu ít nhất cũng vẫn là bình thường nhiều nhất chỉ là bằng phẳng thôi điều này ứng với những gì hứa đức sưởng nói la trí kiến từng bị dầm cửa đập trúng tuy rằng không xảy ra chuyện gì lớn gây ra vấn đề nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại đập hỏng xương cự ngao nên mới ảnh hưởng đến những biến hóa kia của bản thân gã Đặc biệt gã còn là gia chủ Nên cũng liên đới khiến họ hàng gần trong gia tộc bị tổn hại quyền thế La tiên sinh, cậu nhìn ra gì rồi? Hứa đức sưởng dò hỏi, ngắt đứt mạch tư duy của tôi Tôi không trả lời hắn ngay lập tức Mà nhìn chầm chầm vào miếng xương cự ngao bị thiếu của la trí kiến Lẩm bẩm một mình, phú quý của người Sinh ra cựu cố, cốt, cốt mệnh sinh ra đã có Không ai có thể cướp đi nhưng nếu về sau thiếu hụt Lại có thể tổn hại đến mệnh số của con người Tôi cảm giác mình đã lần mò được đến chỗ then chốt nhất của cốt tướng Cũng là thứ mà trong quyển sách đó từng viết đến Nhưng lúc nghĩ đến đây Tôi thậm chí còn thấy có chút kinh hãi. Phong thủy trong trạch kinh có thể giết người trong vô hình Nhưng người kiểu gì cũng có số mệnh Có người mạng cứng nên không sợ phong thủy Giống như trận mù vậy Lão bao nhiêu lần suýt chết Tuy là do được tôi cứu nhưng cũng chẳng phải là một biểu hiện mạng cứng của lão sao. Phong thủy với người vốn có thể bổ trợ cho nhau, nếu như xem con người như một chỉnh thể, thì cốt tướng trên người chẳng phải là thế của núi, máu trên người chẳng phải là thế của sông sao. Dùng phương thức sau này để thay đổi cốt tướng, cũng sẽ hình thành nên sự biến hóa của vận mệnh trên thân người. Trước đây tôi chưa từng nghĩ như thế này, bây giờ ngẫu nhiên bị xương cự ngao này của la trí kiến xé rách lớp giấy dán cửa sổ ấy, phần nhiều chỉ càng cảm thấy sợ hãi hơn. Còn may những thuật phong thủy tướng mặt này số người hiểu không còn nhiều, nếu không một khi có người ác, thì bèn là một thảm họa. Xác định những suy nghĩ của mình không sai xong, tôi mới hít sâu một hơi, nói, hứa gia chủ, anh đưa la trí kiến qua bệnh viện chỉnh hình, lấy một miếng xương trên người anh ta, đệm hai vị trí này lên. Tôi chỉ vào vị trí xương cự ngao bị lõm xuống, nói, bảo la trí kiến tự mình nghĩ lại xem, đại khái xương của anh ta cao chừng nào, thì đệm cao lên chừng ấy. Nghĩ đến đây, tôi lại ngậm mồm, trầm ngâm mấy giây sau. Ánh mắt của tôi cũng thêm chút cảm giác nóng bỏng, nhìn chầm chầm vào la trí kiến, lúc này đã ngẩng đầu lên. Nhấn từng câu từng chữ, không, không cần hỏi anh ta nữa, anh ta đã từng tổn thọ một lần, cũng mất không ít thứ, đơn thuần chỉ hồi phục cốt tướng về nguyên trạng khả năng không có tác dụng gì nhiều. Anh bảo bác sĩ đệm hai chỗ xương này cho đến mức nổi gồ hẳn lên, chắc sẽ có thể bù đắp được một số tổn thất của anh ta. Nói xong, nhịp tim của tôi cũng nhanh lên không ít. Tôi đích thực có chút ý đồ cá nhân, muốn dùng la trí kiến để chứng thực những suy đoán của tôi. Đương nhiên, chuyện này cũng chẳng có tổn hại gì cho gã, nếu như tôi đoán không nhầm, sẽ chỉ đem lại càng nhiều lợi ích cho gã hơn thôi. Đồng thời đây cũng sẽ khiến tôi có sự lý giải càng sâu sắc hơn đối với cốt tướng. Hứa Đức Sưởng gật gật đầu, biểu thị hắn đã rõ, đều ghi nhớ lại rồi. Tôi thở hắt ra một hơi dài, nói: vậy anh đưa anh ta đi đi đừng trễ quá lâu việc ngẫu nhiên tổn hại đến cốt tướng của anh ta giờ đã ảnh hưởng đến tuổi thọ rồi kéo dài quá lâu khả năng sẽ gặp họa bất ngờ còn về việc lúc nào qua nhà anh ta xem phong thủy đợi người tôi khỏe lại hoặc sau khi anh ta hồi phục xong thì anh liên lạc lại với tôi được hứa đức sưởng càng mừng rỡ tiếp đấy hắn lại rụt rè hỏi tôi một câu có thể giúp hắn sửa khuôn nhà của nhà họ hứa cũng thêm chút phong thủy vào được không tôi lắc lắc đầu nói không cần thiết hoàng sang sang tán ở núi sửu sẽ liên tục phù hộ cho nhà họ hứa bản thân phong thủy nhà họ hứa cũng không có vấn đề gì có câu nói gọi là thăm nhiều nhai không nhuyễn hứa đức sưởng cũng tỉnh táo lại đôi phần nói thọ giáo rồi lúc hắn chuẩn bị đi do dự một chút nói hắn còn có một vấn đề cuối cùng là việc nhà họ hứa bây giờ chỉ còn một thằng độc đinh là hắn hắn không muốn tái hôn nữa sẽ thấy có lỗi với hoàng sang sang nhưng cũng không thể để nhà họ hứa tuyệt hậu. Trước đây lúc Hoàng Sang Sang gặp tai nạn, bọn họ cũng sợ nhỡ có gì bất trắc, nên đã từng đến viện gửi tinh trùng và trứng. Hắn muốn hỏi tôi, nếu như tìm người mang thai hộ, mượn người sinh con, thì liệu có xảy ra chuyện gì không? Trong lòng tôi lại càng ngạc nhiên, khẽ thở dài một tiếng. Người có tình có nghĩa giống hứa đức sưởng thế này, bây giờ đúng là không còn nhiều nữa. Anh yên tâm mà làm, ít nhất chuyện này, tôi thấy sẽ không có vấn đề gì, ngược lại là hoàng San sang dưới suối vàng có biết được, sẽ càng vui mừng. Dù gì một người trên đời còn để lại máu mũ ý nghĩa vẫn cứ khác. Cho dù có xảy ra vấn đề gì, anh cũng có thể tìm tôi, tôi sẽ quản. Lời nói của tôi cũng nghiêm túc hơn nhiều. Hứa Đức Sưởng cung kính cuối người một cái trước mặt tôi, rồi mới đưa La Trí Kiến rời đi. Bọn họ vừa ra ngoài chưa tới một phút, Hà Thái Nhi và Lưu Văn Tam đã đồng loạt bước vào lưu văn tam giơ ngón tay cái lên với tôi sau đó cười hề hề nói một câu thập lục mau ăn cơm đi đợi chút nữa ăn xong thì xem giúp cho chú văn tam với dì thái mày xem sau này có còn sinh được đứa nữa không nước phù sa không chảy ruộng ngoài mày xem tướng cho người khác cũng xem không ít rồi chú văn tam cũng ké chút tôi lúc này mới phản ứng lại đồng hồ treo trên tường đã gần đến một giờ rồi tôi cười khổ một tiếng nói một chữ được không vấn đề gì hà thái nhi thì trợn mắt nhìn lưu văn tam một cái mặt cũng hơi đỏ lên một chút trong lòng tôi lại có vài phần ấm áp vì sự mỹ mãn của lưu văn tam và hà thái nhi khổ nhi lên bờ rồi giờ bọn họ cũng đã có tâm trí để sinh thêm một đứa nữa sẽ không còn kiểu tâm thái như trước nữa người đúng là phải có vướng bận thì mới càng giống một con người hà thái nhi mở bình ủ ra đưa cho tôi bên trong là canh xương hầm còn có cả mấy miếng thịt lẫn cả gân và xương bà ta vừa bảo tôi ăn nhiều chút vừa nói tôi đừng nghe lưu văn tam nói linh tinh việc này cứ thuận theo tự nhiên là được bà ta không gò ép tôi ăn uống no nê tầm thái cũng bình ổn hơn nhiều lưu văn tam cũng nói sơ lược với tôi phùng chí vinh đã đi chuẩn bị rồi hơn nữa ông ta cũng đang liên hệ với người vớt xác ở các thành phố khác thành phố thường bình có tận mấy người đều có thể gọi đến được tôi thì tiếp tục đọc sách có điều không phải là đọc trạch kinh nữa mà là cốt tướng Trâu sắc đâm vào đập tôi đã biết thời cơ hóa giải, chỉ là thương tích của tôi vẫn chưa xuống giường được thôi. Mà sự thâm thúy của cốt tướng lại càng cần tôi đi tìm hiểu. Phong thủy sông núi là cố định, còn tướng mặt con người sẽ thay đổi tùy lúc, đặc biệt là sau khi xem sự thay đổi xương cốt của La Trí Kiến. Đồng thời, tôi cũng nghiên cứu kim toán bàn nhiều hơn, xem cần sử dụng như thế nào. Kết quả phần sau của sách miêu tả liên quan đến kim toán bàn không nhiều, Dòng thứ nhất là hai chữ được viết đậm thiên toán. Phía sau đó thì càng là những miêu tả phức tạp hơn. Về hình thái lên xuống của hạt bàn tính, đối ứng với cân nặng của mình, rồi lại nhìn ngũ hành bát quái, xem gãy hạt bàn tính mấy cái, cuối cùng hiển hiện, hiện mệnh số. Cả một buổi chiều tôi đều tỉ mẩn nghiên cứu, thậm chí cũng mò kim toán bàn ra xem, đại khái đã tìm ra được quy luật của bói quẻ. Nhưng tôi không nhớ được nội dung trong cốt tướng chẳng lẽ cứ gãy bàn tính xong sau đó mới đi đối chiếu lên sách mà tìm nội dung sao bèn dứt khoát cất kim toán bàn đi bắt đầu học thuộc từng câu từng chữ một yêu cầu phải giống như âm sinh cửu thuật lấy việc học thuộc lòng toàn bộ làm mục đích hơn nữa tôi cũng phát hiện một số chi tiết nhỏ trong đó cốt tướng và cả âm sinh cửu thuật cùng với trạch kinh tuy là ba quyển sách có nội dung hoàn toàn khác nhau nhìn lên có vẻ như là tách thuật âm dương ra nhưng trên thực tế, trong âm thuật lại hơi có chút dây dưa đến dương toán. Trong dương toán cũng không thể tách khỏi âm thuật, đều là bổ trợ lẫn nhau, tất cả đều không tách rời. Tôi cũng bảo Lưu Văn Tam giúp tôi tìm một mũi khoan kim cương loại nhỏ chuyên dùng đục lỗ trên đồ gốm, cẩn thận khắc dòng chữ cuối lên trên định la bàn. Ông nội tôi khắc là La Trung Lương, đệ tử đời thứ 27, giữ. Đằng sau khắc dòng chữ La Thập Lục, đệ tử đời thứ 28, giữ. Còn về kim toán bàn, tôi cũng khắc dòng chữ này lên. Đồng thời, tôi cũng nhìn thẳng vào những giúp đỡ mà trưởng cửu quái đem lại cho tôi. Tuy rằng ông ta chỉ để lại kim toán bàn và cốt tướng cho tôi, nhưng việc này cũng cứu tôi không chỉ một lần, mà còn cứu cả Lưu Văn Tam. Sau khi gặp mặt, tôi nhất định phải dập đầu bái sư. Hơn nữa tôi cũng dự định sẽ nghĩ cách đi nghe ngóng xem, rốt cục núi vô thổ là cái gì. Trương Cửu Quái với ông nội tôi là sư huynh đệ, lúc sống thì đến chết cũng không qua lại, giờ hai người mất rồi, âm dương thuật đều lại vào tay tôi, tôi thấy là nên để bọn họ chung cùng một nơi, ít nhất cũng phải ở cạnh nhau. Thời gian, chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Thời gian này, Từ Thi Vũ tới thăm tôi những mấy lần, cũng kể tin tức liên quan đến thôn cho tôi. Thằng điên nhà họ vương mãi vẫn không lộ diện Người bên cục công an của bọn họ cũng không thể để bao nhiêu nhân viên ở lại thời gian dài như thế Nên đổi thành mỗi tuần phái người đi thăm hỏi Những lúc khác thì cô ta lại đến xem tình trạng hồi phục của tôi Thậm chí còn kể một số vụ án kỳ dị cho tôi nghe Ngoài ra cô ta còn đùa với tôi Nói từ ngày tôi vào viện Cảm giác vụ án hình sự của thành phố nội dương cũng ít đi Chẳng còn nhiều vụ án giết người ác tính như thế nữa Tôi thì lại có chút ngượng, ai bảo chuyện mà tôi gặp phải đều nguy hiểm thế chứ trần mù thì chỉ đến một lần sau khi thăm tôi xong để lại cho tôi một địa chỉ bảo đợi tôi khỏe lại xong thì đi tìm lão vết thương trên đầu lão hồi phục nhanh hơn tôi đã tháo băng từ lâu rồi tôi cũng dặn dò lão vạn sự nhất định phải cẩn trọng hơn nữa còn kể lại bộ phận lời dự đoán về lão của gã ăn mày chó chết khi đó và cả giấc mơ của tôi nữa trần mù thì vẫn cứ điềm tĩnh bình thản như cũ vẫn là câu nói đó nước sông không phạm nước giếng nói chung là lão ít tiếp xúc với lưu văn tam cố gắng không ra sông dương nữa là được lúc đó lưu văn tam ngồi bên cạnh lão con mắt sắp trợn lòi cả ra ngoài nói cái lão trần mù này tâm không tốt lão có đắc tội gì trần mù đâu cái gì gọi là ít tiếp xúc khổ thân lão còn định chi tiền ra xây triều dương trạch nữa kia trần mù nghe thế mới gật gật đầu nói tiền đi đằng tiền tình nghĩa này lão nhận rồi nhưng việc đi đằng việc cái thứ ăn mày chó chết đấy âm là âm ở chỗ này một khi đã phát sinh một chuyện là sẽ phát sinh liên hoàn chỉ cần không có bất cứ khâu nào xuất hiện thì chắc chắn sẽ không ứng nghiệm lão né tránh một cách có lựa chọn cũng chẳng phải là chuyện xấu lưu văn tam không cam tâm tình nguyện nhưng cũng chẳng nói gì thêm lúc gần chập tối bác sĩ đến tháo chỉ cho tôi kỳ thực tôi ngoài phần thạch cao ở bắp tay và bả vai ra tay phải và cẳng tay vẫn đều có thể cử động chỉ có điều là động đậy một chút đều rất đau đớn sau khi tháo bỏ thạch cao và chỉ khâu xong tôi cảm giác cả người đều trở nên nhẹ nhõm hẳn hận không được lập tức xuống giường nhảy vài phát bác sĩ thì hết lời khuyên tôi bảo thằng thanh niên tôi đây làm gì cũng phải cẩn thận đừng có cứ hấp ta hấp tấp thời gian có một hai tháng mà vừa gãy tay vừa gãy vụn xương bả vai thế này loại nhóc con giống như tôi ông ta cũng gặp không ít cuối cùng hoặc là đi đường bị người ta chém chết, hoặc là vào khám ngồi. Lưu Văn Tam đang nghe truyện trên TV audio CV với Hà Thái Nhi đứng cạnh cười không nằm được mồm. Tôi ngượng không để đâu cho hết, cũng chẳng biết giải thích gì. Sau đó vị bác sĩ này mới nói tôi hồi phục khá tốt, chú ý đừng có sách nặng, là có thể xuất viện, chú ý đến khám lại là được. Đối với thông tin này, tôi vui mừng không kể xiết, còn cứ tưởng phải ở viện cả tháng nữa kìa. Lưu Văn Tam đi làm thủ tục xuất viện, Hà Thái Nhi thì thu dọn đồ đạc của tôi. Lúc này Phùng Chí Vinh cũng tới một chuyến, nói ông ta nghe tin tôi xuất viện, nên tới đưa bộ đường phục mới cho tôi. Cũng dự định đưa tôi qua bên đập giang để xem xem, 10 ngày nay ông ta đã tìm được đủ người, đang xây từ đường bên bờ sông, cũng có đủ người dân đồng ý tới thờ cúng xác nổi rồi. Chủ yếu là trong nhà những người này, nhiều năm về trước đều có người nhà đi lính, cuối cùng đều chết già, thậm chí còn có một số người già năm đó mất con trai một, quá bộ sống qua ngày. Tôi không thể không bái phục sự thần thông quảng đại của Phùng Chí Vinh, hoàn toàn xứng với cái danh thổ hoàng đế sông Dương của ông ta. Lại còn có thể tìm ra những người khả năng có liên quan đến việc năm đó. Còn về đường phục, tôi không mặc. Trải qua chuyện của lão quá, tôi xác định ông nội tôi ít nhất có không chỉ một kẻ thù. Bao gồm vị kham dư đại sư thiết kế bố cục phong thủy của núi nội dương này, chẳng biết là có còn trên đời hay không, cũng chẳng biết được ai là kẻ đang ám hại thôn tiểu liễu. Một cây đường phục, đích thực là oai phong. Nhưng đối với kẻ âm dương thuật đều còn chưa tinh thông như tôi mà nói, thì lại gai mắt quá. Còn chẳng bằng ăn mặc thường thường một chút, đợi đến lúc bản lĩnh cứng trắng đến mức đó hãy mặc, cũng như nhau mà thôi. Cuối cùng rời khỏi bệnh viện, vẫn là Lưu Văn Tam ra bên ngoài viện giúp tôi mua một bộ đồ cũ. Bản thân tôi định qua nhà họ phùng thăm bà nội Và cả quan tài của bố tôi cùng với ông nội tôi Nhưng rồi cũng đi ra sông Dương dưới sự chỉ huy của Phùng Chí Vinh Quả nhiên, ở một khoảnh đất trống phía ngoài đập Giang Đê Một bức tường bao đã được xây lên Bên trong cũng đã có quy mô của từ đường Ngoài ra, tôi còn phát hiện con trâu sắt dưới sông Dương Hóa ra đã nổi cả nửa người lên Lúc này đã sắp tối, trời lại bắt đầu nổi gió, thậm chí còn kèm với mưa sóng nước dưới sông rất mạnh ngư dân và tàu cá về bờ đều rất căng thẳng cũng chẳng biết nghe ai nói một câu thượng du sông dương đang có lũ dấu hiệu này sợ là không tốt lắm thêm vài ngày nữa nước lũ đến hạ du thì không thể lái thuyền ra đánh cá nữa mấy ngày hôm nay phải gấp trút thả lưới thôi tim tôi đập đánh thịt một cái cũng hiểu ra phong tỏa đoạn sông này không phải là kế sách lâu dài đã xác định không có nguy hiểm phùng chí vinh cho người xuống sông cũng có thể thông cảm được kiểu gì cũng không thể không cho ngư dân kiếm ăn. Chỉ là nghe bọn họ nói việc lũ lụt này liền khiến tim tôi như bị treo lên vậy. Rõ ràng Phùng Chí Vinh cũng nhìn thấy sự thay đổi sắc mặt của tôi, ông ta nhíu mày nói đi hỏi thăm chuyện lũ lụt này, bảo tôi đừng lo lắng vội. Tiếp đấy ông ta lại nói thời tiết không tốt lắm, vốn dĩ định đưa tôi vào khu công trình xem xem, bây giờ cũng chỉ có thể miễn đi thôi, đợi ngày mai trời nắng thì tính sau. Chúng tôi vốn chuẩn bị quay về Thì Lưu Văn Tam đột ngột nhận một cuộc điện thoại Sau đó nói đợi chút Thời điểm này mưa cũng chưa có gì lớn cả Vừa hay có người tới sông Dương nhờ lão vớt xác Giai đoạn này lão cũng nhàn sắp gỉ xét cả người rồi Chuẩn bị xuống nước chơi Kỳ thực việc tôi lo lắng cũng chỉ là chuyện lũ lụt Mưa nhỏ cũng chẳng gọi gì là mưa Đặc biệt là lúc Lưu Văn Tam nghe điện thoại Tôi lờ mờ nghe thấy giọng nói trong điện thoại có chút quen quen đây chẳng phải là xưởng trưởng châu sao Gã cuối cùng cũng nghĩ thông rồi Chủ động gọi điện cho Lưu Văn Tam Đi vớt vợ gã lên bờ Hơn nữa, Lưu Văn Tam cuối cùng cũng nói với tôi là xưởng trưởng châu gọi Ý lão là bảo tôi đợi xem tướng mặt cho xưởng trưởng châu Có điểm gì không lành không Sau đó mới quyết định có vớt xác hay không Lúc đó tôi mới đang chuẩn bị theo Phùng Chí Vinh về nhà họ Phùng Nên cũng chẳng có gì Tinh thần tôi cũng tỉnh táo hơn nhiều Nói vậy tôi cũng không về nữa Nằm viện lâu như thế Tôi cũng sắp thành người thực vật rồi Đừng nói chỉ xem tướng mặt cho xưởng trưởng châu Tôi còn muốn xuống nước nữa kìa Hà Thái Nhi lập tức mặt liền biến sắc Nói như thế thì không được Phùng Chí Vinh cũng khuyên tôi Nói chắc chắn không được xuống nước Tôi ngại vô cùng Nói thế thì coi như tôi nói đùa tí thôi Trong quá trình đợi xưởng trưởng châu Tôi đứng hóng gió sông Dương Nhìn những người ngư dân kia lần lượt về bờ Màn đêm cũng dần buông xuống. Cho đến khi trăng đã treo cao, xưởng trưởng Châu lái xe, khó khăn lắm mới tới được bờ sông. Gã xuống xe xong, tướng mặt lại khiến lòng tôi hơi kinh. Bước đến trước mặt chúng tôi, gã chào hỏi tôi, cũng lên tiếng chào Phùng Chí Vinh. Dù sao nhà họ Phùng địa vị cao, xưởng trưởng Châu cũng tỏ ra rất tôn trọng. Lưu Văn Tam cũng hỏi gã, tại sao tự nhiên lại nghĩ thông, muốn đi vớt xác vợ gã lên bờ thế? Sưởng trưởng châu thở dài một tiếng Nói giai đoạn này gã cứ chạy lo chuyện lần đó Cuối cùng cũng khiến mấy con cá lọc lưới kia bị bắt Con gái gã cũng đổ xuống Tìm bạch sự tiên sinh an táng rồi Vốn dĩ đang nghĩ phải đi vớt xác vợ gã lên bờ Thì lại biết được tôi nằm viện Vậy nên cứ nhìn mãi không đi tìm Lưu Văn Tam Chiều hôm nay lúc gã ngủ gật thì có nằm mơ Mơ thấy vợ gã khóc ở bên ở sông Nói cô ta muốn về nhà Hơn nữa trên cổ cô ta bị cuốn một cái xích sắt Trông rất đáng sợ dưới sông giống như có thứ gì đó đang kéo lấy vợ gã vậy. Gã cảm thấy đây không phải điềm báo tốt lành, vậy nên vội liên lạc với Lưu Văn Tam, cũng được biết tôi đã xuất viện, lại vừa hay đang ở sông Dương, mới quyết định qua đây nhanh, đêm nay vớt vợ gã lên bờ. Tuy rằng chỉ có thể vớt một lần, nhưng gã tin rằng vợ gã đã báo mộng rồi, chỉ cần lần này gã không gây phiền thêm, chắc chắn sẽ có thể đưa người lên bờ được. Nếu không cứ kéo dài mãi, gã sợ sẽ có chuyện hoặc giả vờ gã đúng là bị thứ gì đó dưới sông lôi xuống sẽ chẳng còn lên bờ được nữa trong lúc gã nói tôi cũng tỉ mỉ quan sát tướng mặt của gã đồng thời cũng chú ý đến tướng mặt của lưu văn tam lưu văn tam không có bất cứ thay đổi gì còn tướng mặt của xưởng trưởng châu thì có chút phiền phức con ngươi mắt gã hơi có vài phần trống rỗng trong lúc nói những lời này nhìn trong thì rất nghiêm túc nhưng lại có vẻ như mất hồn vậy dường như đang nhìn sang chỗ khác Cùng lúc sưởng trưởng châu dứt lời Lưu Văn Tam liền vỗ vỗ vai sưởng trưởng châu Nói một câu Yên tâm, đừng có nghĩ linh tinh Dưới sông thì có chuyện gì được Vớt lên là hết chuyện thôi Sưởng trưởng châu cười cười Nhưng vẫn cứ cái bộ dạng như mất hồn đó Tôi nhìn chầm chầm sưởng trưởng châu Nói từng câu từng chữ một Sưởng trưởng châu Anh có thật là đột nhiên nghĩ đến việc tới vớt xác không Lẽ nào trên người anh Không có chuyện cần kiếp gì khác phát sinh Nói với tôi, tôi có thể giúp đỡ Nếu như anh nhìn không nói Sợ là anh chẳng còn sống được bao lâu nữa Đồng tử mắt Lưu Văn Tam có mạnh Phùng Chí Vinh cũng giật nảy người Sưởng trưởng Châu thì cười gượng một cái Nói là âm bà Cậu nói cái gì thế Tôi thì có chuyện gì được Tôi vẫn cứ chầm chầm nhìn sưởng trưởng Châu Trên trán gã dần có mồ hôi lạnh vã ra Lúc này tướng mặt của gã đã lại hồi phục như bình thường Bản thân sự biến hóa của tướng mặt chỉ diễn ra trong tích tắc, chứ không duy trì thời gian dài. Tôi đã nhìn rõ ràng, Sưởng trưởng Châu Đích thực là đôi mắt trống rỗng, chỉ có điều không có những thay đổi khác trên tướng mặt của gã, không biết là nguy hiểm tới từ đâu. "La âm bà, tôi làm sao lừa các cậu được?" "Đúng là không có chuyện gì thật, ngoài việc tôi nằm mơ ra, nếu như có chuyện gì khác thật, tôi chắc chắn sẽ nói thẳng luôn." Sưởng trưởng Châu cực lực giải thích. Đầu mày tôi nhíu chặt lại, theo lý mà nói xưởng trưởng châu tiếp xúc với chúng tôi cũng không phải ít ngoài việc vớt xác lúc đầu ra thì còn có dư sơn bạn gã gã lẽ ra phải hiểu rất rõ bản lĩnh của tôi đúng là cũng chẳng lý gì đem mạng sống ra để lừa dối tôi lúc này thần xác của xưởng trưởng châu hơi có chút hoảng rồi vô cùng mất tự nhiên nói một câu la âm bà tôi đúng là sắp mất mạng thật à cái bộ dạng đó của gã cũng không giống như giả vờ tôi im lặng sau đó gật gật đầu Ít nhất nhìn tướng mặt thì là như vậy Chỉ là tôi không nhìn ra Anh sẽ gặp nguy hiểm gì Anh có kẻ thù không Mí mắt xưởng trưởng châu giật giật hai phát Thần sắc của gã lại có đôi chút hung hãn Gật gật đầu Sau đó nói Trước đây không có Nhưng mấy hôm trước thì có rồi Đồng tử mắt tôi có mạnh Rồi xưởng trưởng châu mới nói tiếp Mấy thằng ngư dân ném con gái tôi xuống sông lần đó Không phải là có đứa được thả ra à Trong đó có một đứa là thuyền trưởng Mấy đứa kia bị xử chung thân Trong đó có một đứa là thằng cháu của thuyền trưởng Cũng là đứa ném con gái tôi xuống Sau đó nó đi kháng cáo Không biết là lo lót theo mối nào Mà chung thân đổi thành xử tù 20 năm Lại còn hoãn thi hành án 2 năm Thuyền trưởng cũng được hoãn thi hành án 2 năm Đã được hoãn thi hành án rồi Nếu bọn nó mà không phạm phải chuyện gì Thì không cần phải vào lại nữa Cũng có nghĩa là tù treo Nếu không phải như vậy Thì manh manh làm sao lại chết mà không đổ con bé như thế là oán khí ngút trời tôi cũng vẫn cứ liên tục kiện chúng nó Dặn có mãi tôi cũng tìm quan hệ cuối cùng thằng cháu của thuyền trưởng vẫn là tù chung thân thuyền trưởng thì tù 6 năm lại kháng cáo lên thì bị người ta bác về thuyền của gã thuyền trưởng đó cũng là của một công ty ngư nghiệp quy mô lớn thằng cháu gã thì càng là thiếu chủ của công ty đó bình thường chơi cả hai bên hắc bạch phần nhiều còn qua lại với bọn thành phần bất hảo hôm chúng nó vừa vào tù tôi đúng là có nhận được một cổ quan tài chắc là do người của chúng nó thù hằn nên gửi cho tôi những lời này của xưởng trưởng châu khiến tôi hơi rùng mình kỳ thực tôi cũng không hiểu đường lối của những thứ này nhưng manh manh chết mà không đổ cũng đã biết nguyên nhân rồi kẻ hại chết mẹ con con bé không phải chịu trừng phạt thì lại chẳng oán khiến ngút trời à bây giờ xưởng trưởng châu khiến bọn chúng phải đền tội nên sẽ bị bọn chúng hận gã trước đây có thể không quan tâm nhưng bộ dạng tướng mặt bây giờ thì đã khẳng định được Chắc chắn là do đám người đó ám hại gã Hơn nữa còn muốn lấy mạng gã Tôi nghĩ ngợi một lúc Sau đó mới nói Vợ anh cứ vớt như thường Còn anh thì đừng xuống nước nữa Đi theo bên cạnh tôi Dứt lời tôi nhìn sang Lưu Văn Tam Nghiêm túc nói Chú Văn Tam Chú xuống dưới thử chút xem Vớt xác lần thứ ba Được thì vớt Không được cũng đừng miễn cưỡng Cháu ở trên bờ đợi Chú đưa người lên sông Cháu sẽ đỡ âm linh cho vợ xưởng trưởng châu Tú Thanh Tôi vẫn còn nhớ mang máng tên của vợ xưởng trưởng châu Cũng còn nhớ cô ta mang bầu song thai long phụng Chữa được 7 tháng rồi Thậm chí tôi còn nhớ ra Lần đó lúc chúng tôi lên bờ Vợ xưởng trưởng châu còn ở dưới sông nhìn chúng tôi kia kìa Lưu Văn Tam cũng gật gật đầu Nói một chữ được Sau đó lão liền bước đi về phía cầu tàu phía trước Thuyền vớt xác đậu ở bên bến tàu Giang Đê Tôi hơi do dự một chút Rồi mới nói Phùng gia chủ, xưởng trưởng châu, chúng ta cũng đi lên trước một chút xưởng trưởng châu anh chắc còn nhớ vị trí đại khái chứ chắc là ở chỗ không xa phía trước bến tàu giang đê nằm ở bên rìa nội thành thành phố vị trí của vợ xưởng trưởng châu cũng chưa đến chỗ xa như thế phải lùi lại một chút ý của việc tôi nói muốn đi qua cũng là sợ lưu văn tam sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn đứng cạnh nhìn cũng sẽ ổn thỏa hơn một chút xưởng trưởng châu lập tức gật đầu nói gã lái xe là được gã nhớ vị trí chính xác Chỗ đó đối diện vào bờ không có cầu tàu, chúng tôi đi qua đúng là sẽ yên tâm hơn chút. Phùng Chí Vinh thì nói không cần xưởng trường châu lái xe, người dưới trướng ông ta có thể lái. Trong lòng tôi hiểu rõ, Phùng Chí Vinh tin như gì ấy, ông ta chắc chắn là sợ sẽ xảy ra vấn đề gì. Rất nhanh một chiếc xe đã đổ cạnh chúng tôi, trên xe còn có tận mấy vệ sĩ. Trong lòng tôi cũng yên tâm hơn không ít, hai người kiểu gì cũng phải dùng thủ đoạn bây giờ sưởng trưởng châu đi theo chúng tôi người đông thế mạnh ngoài ra phùng chí vinh cũng ở cạnh ai dám liều lĩnh lên trước đắc tội với vị thổ hoàng đế sông dương này tầm mấy phút sau xe đã dừng tại chỗ bờ sông mà sưởng trưởng châu chỉ sau khi chúng tôi xuống xe mưa cũng đã tạnh nước sông tuy vẫn còn có chút sóng nhưng đã lặng hơn không ít vầng trăng treo trên bầu trời thê lương lạnh lẽo ẩm đạm trên bờ đúng là không có cầu tàu khoảng cách giữa hai bến tàu rất xa ở đây có khá nhiều bụi cây tôi có thể nhìn vọng ra thuyền vớt xác của lưu văn tam tốc độ của lão chậm hơn chúng tôi một chút vừa mới tới vị trí giữa sông lần này không phải là tôi không đi theo giúp đỡ mà là trạng thái này của tôi không đi được lão cũng sẽ không cho tôi đi hơn nửa thời gian dài như vậy tôi cũng đã biết rất nhiều về thực lực của lưu văn tam rồi cả sông chết đổ mấy chục con quỷ nước đều chẳng làm gì được lão chẳng qua chỉ là một cái xác mẫu tự sát mà thôi, chắc là không vấn đề gì. Trừ phi lần thứ ba này không vớt lên được, mà lão vẫn cứ cưỡng chế vớt, thì mới phạm vào cấm kỵ của tổ sư. Chúng tôi nhìn Lưu Văn Tam thay bộ tiểu quái vải đây, sau đó lão lại nhảy xuống dưới sông. Sưởng trưởng Châu Dương mắt nhìn, Phùng Chí Vinh thì chăm một điếu thuốc, đồng thời cũng đưa cho tôi một điếu, tôi rít một hơi, cái vị cây nồng xuyên vào trong phổi, rồi gió sông lạnh thổi qua, khiến tôi lại có một tí cảm giác dễ chịu. Cho dù ngày đông rất lạnh, nhưng tôi cũng không muốn phải ở trong phòng bệnh của bệnh viện nữa. Tôi cảm giác cả người từ trên xuống dưới đều bị ngâm thành toàn mùi thuốc. Cứ đợi ở bên bờ sông tầm mười mấy phút, Lưu Văn Tâm ngoi lên mặt nước một lần, qua mấy phút sau, lão lại lặn xuống dưới sông. Sắc mặt của xưởng trưởng Châu đã có sự lo lắng, tôi cũng đốt hết mấy điếu thuốc liền. Lại một lần mười mấy phút nữa trôi qua, lúc mặt xưởng trưởng Châu đã thành bộ dạng khóc méo. Thì mí mắt tôi giật điên cuồng. Bởi vì Lưu Văn Tam lên thuyền rồi Lão rõ ràng còn túng lấy dây thừng Đang liên tục kéo lên trên thuyền Mắt xưởng trưởng châu đều đỏ cả lên Liên tục lẩm nhẩm hai chữ tú thanh Tôi biết tình yêu của xưởng trưởng châu dành cho vợ gã rất sâu đậm Lần trước gã còn thà ở dưới sông để chết vì tình Tim tôi cũng cứ như treo lên Cho đến lúc Lưu Văn Tam kéo một xác chết lên sông Tảng đá lớn trong lòng tôi mới rơi xuống Vội vàng quay người Tôi lên xe mở rương gỗ ra mặc áo khoác da mèo đeo găng tay tiên xám lên cũng lấy một loạt đồ nghề ra lưu văn tam vất người lên bờ tôi liền chuẩn bị đỡ âm linh chỉ có điều đúng vào lúc này ở vị trí phía bên phải đột nhiên vọng lại một tiếng nổ rung trời đồng thời còn có một ánh lửa gần như ngút trời truyền lại đằng đó hóa ra chính là phía đập giang đê vị trí chúng tôi đứng trước khi qua đây mặt phùng chí vinh hơi biến sắc lập tức ra lệnh cho thủ hạ gọi điện hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Thời điểm này, thuyền của Lưu Văn Tam cũng đã vào bờ rồi. Lão từ vị trí mạng thuyền, vứt xác chết xuống. Sau đó lão mới nhảy lên bờ. Sắc mặt của sưởng trưởng châu đau khổ khác thường, nhưng lại có xen lẫn chút vui mừng, tâm trạng này đúng là vô cùng phức tạp. Sau khi Lưu Văn Tam lên bờ, liền vác xác chết tới lề đường. Dưới ánh trăng chiếu rọi, vợ sưởng trưởng châu, Tú Thanh, mặc một bộ váy liền thân đầu tóc rũ rượi làn da tứ chi cô ta nhẵn nhụi nhưng mắt lại mở lên nhìn trời tôi mới phát hiện trên cổ cô ta hóa ra bị cuốn tận mấy sợi xích sắt. lúc này lưu văn tam cũng lầu bầu nói một câu cái đấy sông này đúng là gặp quỷ rồi bao nhiêu trấn vật trồi ra đương sự này bị một trong số đó cuốn lấy chú suýt nữa thì không lôi lên được cũng may có trảm quỷ đau chặt đứt đám xích sắc ấy trấn vật trấn vật hình dáng như thế nào Đồng tử mắt tôi có mạnh, hỏi Lưu Văn Tam. Về trấn vật, trong trạch kinh cũng có một số ghi chép, nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấy là khi tôi mở cổ quan tài màu đỏ ở trong nhà thằng điên nhà họ vương đó ra. Hơn nữa trấn vật mà trạch kinh ghi chép là những loại có thể dùng trong thế sông thế núi. Còn trấn vật trong quan tài thì là dùng để trấn sát, những thứ đó tôi hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể nhờ trần mù giải thích. Nghiêm khắc mà nói, trấn sát phù cũng là một loại trấn vật, gọi là tiểu trấn vật. Còn những thứ mà trong trạch kinh ghi chép thì là đại trấn vật rồi, đều là loại như tháp xây bên sông, kim chìm đáy nước, đúc tượng trên núi vân vân. Một trong hai con sông mẹ lớn, Huyền Hà, rất nhiều năm về trước bèn có trâu sắc trấn sông được khai quật. Trấn vật của sông có hai loại, tháp bên bờ sông, kim dưới đáy sông. Mà cái kim này không phải chỉ hoàng kim, vàng rồng, mà là chỉ hệ kim loại như đồng sắc vàng bạc. Trong lúc tôi suy nghĩ, Lưu Văn Tam vừa thay quần áo, vừa nói, mấy thứ kỳ kỳ quái quái, nói thật, còn có chút giống như là quỷ nước. Đều được dùng xích sắt xích lại, chắc là vùi dưới đáy sông, bị lật lên. Mí mắt tôi giật điên cuồng, trong lòng cũng kinh ngạc, quỷ nước. Dùng quỷ nước làm mẫu đúc tượng sắt, làm trấn vật. Nói xong, tôi liền im lặng không nói nữa. Trên cơ bản trấn vật nhiều nhất lẽ ra là tượng trâu, bởi vì trâu tính điềm tĩnh. Còn có một số dụng tượng rồng Dẫn đến việc tháp bên bờ sông Đều là lấy ngụ ý bảo tháp trấn yêu sông Quỷ nước Tôi nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy giống như có tính cách điềm tĩnh cả Ngược lại là bạo ngược thích dết chóc Phía dưới sông dương này Vấn đề nhiều thật Đặc biệt là trấn vật đều trồi ra từ đáy sông Thì là đại biểu cho việc con sông này sắp xảy ra chuyện rồi Đây cũng là một dạng điềm báo Chú Văn Tam Cháu đỡ âm linh cho Tú Thanh Phiền chú lại xuống đáy sông chuyến nữa Lôi một trấn vật đã trồi ra lên đây được không trong lúc suy nghĩ tôi lại mở mồm nói lưu văn tam dừng động tác trong tay lại cũng chẳng hỏi thêm tôi định làm gì chỉ nói một chữ được sau đó lại bắt đầu lái thuyền ra giữa sông ánh mắt của tôi hướng lên trên người xác chết sau đó nói một câu phùng gia chủ mấy người đều lên xe tránh mặt một chút xe lái ra xa tí bà bầu sắp sinh nam nữ khác biệt vẫn cứ tránh mặt một chút là tốt nhất Phùng Chí Vinh lên xe xong, tài xế lùi xe ra sau đại khái tầm mấy chục mét. Còn xưởng trưởng Châu thì không rời đi, gã ngồi sổng xuống bên cạnh xác chết âm thầm đau khổ, khẽ nói chuyện. Tôi tới phía trước xác chết, nhìn chầm chầm đánh giá cái bụng của cô ta. Chiếc váy liền thân màu đen, đối với việc sinh sản thì được cái rất tiện lợi, chỉ có điều mang bầu 7 tháng, âm thai còn rất nhỏ. Sưởng trưởng Châu, anh chắc chắn là thai long phụng, đúng không? Tôi hít sâu một hơi, dò hỏi là thai long phụng một trai một gái khi đó bác sĩ có kiểm tra rồi phát triển đều rất tốt rất khỏe mạnh nói rồi xưởng trưởng châu lại khóc người đàn ông lớn chừng ấy lại đẫm nước mắt tôi cũng chẳng khuyên gã chuyện này phải tự mình nghĩ thông chỉ khuyên thôi cũng chẳng có tác dụng gì từ trong rương gỗ tôi lại lấy ra hai món đồ một đôi tượng gốm xương mèo cùng với một dây liễu đới tượng gấm xương mèo tôi vốn đã dùng hết rồi nhưng giờ trong rương gỗ lại có thêm mấy cái chắc chắn là do bà nội để vào cho tôi liễu đới thì là liễu thuật trong âm sinh cửu thuật đối ứng với liễu là rắn trong gia tiên liễu đới này bèn là làm từ da trắng đem một tấm da trắng cắt thành năm sợi sau đó dùng năm sợi này tết lại thành dây liễu đới được dùng để trói các âm thai của ca bầu đa thai lại nếu không âm thai đa thai tính cách nghịch ngợm Kết bè kết đảng lại thì khả năng sẽ xảy ra chuyện, liệu đối buộc chúng lại xong thì sẽ có thể trấn áp. Làm xong những công việc chuẩn bị này, tôi mới từ từ lật cái váy liền thân của xác chết lên. Trên lớp da bụng căng tròn có đầy các vết trạng thai kỳ. Vợ xưởng trưởng Châu, Tú Thanh, đã từng sinh con một lần, đây coi như là thai thứ hai. Tuy là 7 tháng, tình trạng thông thường thì bụng lẽ ra không quá to, cũng giống như lần thứ hai khi tôi đi đỡ âm linh cho Tạ Ngọc Khiết, bụng cô ta rất nhỏ. Nhưng bụng của Tú Thanh thì tương đương với bụng của bà bầu mang thai 10 tháng thông thường, nhìn trong ít nhất cũng phải bầu đến 9 tháng. Đây e rằng là do nguyên nhân bầu song thai. Tôi khẽ dùng tay ấn lên phần da bụng, rồi lại tách hai chân của Tú Thanh ra. Tách hai chân thì tương đối dễ, cô ta gần như không hề phản kháng, việc này ngược lại khiến tôi có chút ngạc nhiên. Lần trước, chúng tôi liên tiếp hai lần đều không vớt cô ta lên được. Lần thứ ba ép Lưu Văn Tam không dám vớt, đợi mãi gần hai tháng mới tới vớt xác. Tôi vốn cho rằng đây ít nhất cũng phải là bạch xác, đã chuẩn bị sẽ lấy trấn xác phù và bạch chiên trong rương gỗ ra trấn xác bất cứ lúc nào, kết quả đều không cần dùng đến. Hít sâu một hơi, tôi hạ giọng lẩm nhẩm. Sinh hài linh, tránh dương quan. Thai đủ tháng, hồn đã toàn. Đặt hối danh, 12 tháng, cống nến hương, đỡ âm linh. Câu cuối cùng, dù tôi không cố ý, nhưng vẫn lại biến thành kiểu the thế chói tai rợn người gần như xé rách bầu trời đêm hai cái chân trắng nõn hơi hơi run rẩy rất nhanh bèn ló ra một cái đầu trẻ sơ sinh âm thai nhỏ hơn rất nhiều so với thai thông thường cũng chẳng phân biệt được là trai hay gái chỉ có điều nó vừa ló ra xong lại đột nhiên từ từ rụt lại vào trong ngay tiếp đó lại là một cái đầu nhăn nhúm khác rồi ra sự khác biệt trong đó rất rõ ràng trên trán của một trong hai âm thai còn có thể nhìn thấy một nốt ruồi. Nhưng rất nhanh, nó cũng lại rụt vào trong. Cứ đợi mãi tận mười mấy phút, đều chẳng có hiện tượng muốn sinh ra nữa. Sưởng trưởng châu bên cạnh đần người luôn. La âm bà. Đây là chuyện gì thế? Chẳng phải đều ra rồi à, sao lại rụt vào trong thế? Giọng điệu của sưởng trưởng châu vô cùng bất an và lo lắng. Tôi nhìn chầm chầm vào phần da bụng của Tú Thanh, lại giơ tay ra ấn hai phát, cũng chẳng có phản ứng gì. Lại nhìn đôi mắt cô ta Bản thân cô ta cho người ta cảm giác là ngửa mặt nhìn trời Nhưng giờ lại cho tôi thứ ảo giác Là đôi mắt đang nhìn tôi vậy Tôi còn cảm nhận được tâm trạng đau khổ và chút cầu cứu Đang không ngừng lan tỏa trên người thôi Cô ta rõ ràng là muốn sinh đứa bé ra Nhưng hai cái âm thai này lại bắt đầu tranh nhau Đều muốn tranh giành để ra đời trước Ngược lại khiến cả hai đều không sinh ra được Sưởng trưởng châu, thai long phụng khó sinh Hai đứa con chưa ra đời này của anh Đều muốn làm anh chị chỉ có thể mổ đẻ thôi Anh chắc là có thể chấp nhận được chứ Sưởng trưởng Châu cắn răng Khóc không ra nước mắt, gật gật đầu Tôi lấy con dao găm đỡ âm linh ra Sau đó rạch phần da bụng của Tú Thanh ra Da thịt đã trở nên rất mỏng Gần như chỉ cần rạch nhẹ một nhát Da bụng đã bị rạch ra một đường lớn Dưới ánh trăng chiếu rọi Máu thịt đã khô đét từ lâu Chỉ còn phần bề mặt nhìn trong là bình thường mà thôi Trong ổ bụng đầy vết máu đen đã khô có hai cái âm thai, gần như là đứa này dùng dây rốn cuốn lấy cổ đứa kia. Hai tay hai chân cũng đang xen vào với nhau, bộ dạng trông đúng là có vài phần hung dữ, rõ ràng là đang đánh nhau ở trong bụng. Bọn chúng ban nãy lúc vừa mới ra, trên cổ làm gì có cái gì? Cũng mới chỉ có mấy phút thế này mà đã tranh giành đánh nhau ở trong bụng rồi. Rõ ràng là chẳng đứa nào muốn ra sau Tôi giơ tay ra nhấc một âm thai lên, xoẹt một phát dụng kéo cắt đứt dây rốn tôi nhìn một cái đây là một bé gái tôi đang chuẩn bị dùng cân số mệnh để cân mệnh cho nó kết quả âm thai bé trai còn lại trong bụng liền bắt đầu mọc lông trắng luôn xưởng trưởng châu bị dọa cho không nhẹ lúc đó mặt tôi cũng lập tức biến sắc thuận tay lấy bạch chim ra vỗ thẳng một phát lên đầu âm thai bé trai kia đám lông trắng đó mới ngừng lại không mọc nữa tôi thở hắt ra một hơi tiếp tục cân mệnh cho âm thai bé gái làm xong thì đem nó đặt lên trên cái tượng gốm xương mèo tiếp đấy lại dùng liễu đới buộc phần thắt lưng của hai cái tượng gốm xương mèo lại, sau cùng mới lấy cái âm thai bé trai kia ra khỏi bụng. Mắt nó hóa ra cũng mở ra rồi, con mắt đen nho nhỏ, lại có chút hung hãn nhìn tôi chầm chầm. Ban nãy mặt biến sắc, cũng chỉ là vì sự việc phát sinh đột ngột, tôi vẫn chưa gặp phải trường hợp nào đỡ âm linh cho âm thai ra xong, đứa còn lại hóa sát luôn trong bụng mẹ, mà lại chỉ có mỗi mình nó hóa sát. Bây giờ thì lại cảm thấy có chút tức cười, chẳng qua chỉ là hai cái âm thai tranh nhau thứ tự ra đời trước sau mà thôi. Hơn nữa là, tôi đã gặp quá nhiều xác giữ hóa sát rồi, hắc sát cũng gặp tận mấy lần, thậm chí còn đối mặt với huyết sát như quá phụ liêu. Nếu như là hắc sát, tôi chắc chắn sẽ cẩn trọng, nhưng đây chỉ là bạch sát, có thể bị bạch chiên trấn áp, thì cần gì phải sợ hãi. Đem nó đặt lên trên cân số mệnh Rồi gỡ bạch chim xuống Sau khi cân trọng lượng mệnh xong Cũng đặt lên trước tượng gốm xương mèo một cơn gió nhẹ thổi qua, ánh trăng dường như càng sáng hơn một chút, hai cái tượng gốm xương mèo đều trở nên sáng bóng, giống như bị đánh bóng lên vậy, thậm chí còn có chút đen đến phản quang. Đương nhiên, trong đó có một cái tượng gốm xương mèo, nổi lên một sợi trắng. Hơn nữa, phần liễu đới buộc hai cái tượng gốm xương mèo còn bị kéo căng hết lên, giống như cả hai cái tượng gốm xương mèo đều muốn tách nhau ra vậy. Tôi cũng chẳng quản chúng nó nữa, mà đặt chúng lên trên ngực Tú Thanh, lúc này hai cái tượng gốm xương mèo mới ngoan ngoãn lại tôi hắn giọng hô lên lân nhi phụ nữ con trai nặng hai cân ba hoa con gái nặng hai cân một lạng sinh vào năm đinh dậu tháng nhâm tý ngày bính tý giờ hợi tuổi gà trai gái bình an chúc mừng chúc mừng đồng thời với việc tôi dứt lời đôi mắt của tú thanh liền từ từ nhắm lại mặt trăng đột nhiên bị một làn sương bao trùm ánh sáng bất chợt yếu đi nhiều Tôi đột ngột phát hiện Làn da của cô ta dường như khô đi rất nhiều Vốn dĩ lúc trước còn duy trì không có dấu hiệu thối rửa Trong giây phút này Hóa ra lại giống như bị hông khô vậy Nước da vốn căng bóng giờ thành xám xịt Thậm chí còn từ từ dính lấy xương Sưởng trưởng châu ngẩn ngơ nhìn Rồi gã bất chợt nói một câu Tú Thanh, em cứ thế này mà đi sao Dứt lời, gã lại ngẩng đầu Dường như đang nhìn vọng ra xa Tôi cũng ngẩng đầu lên theo Chỉ có điều là tôi chẳng nhìn thấy gì cả gió sông đột nhiên lớn hơn rất nhiều. Một cơn gió lớn đột ngột quét qua, trực tiếp quét cho người ta mờ cả mắt. Tôi vô thức che lấy mắt, qua mấy phút sau thì lại nghe thấy bên tai có tiếng lách tách, giống như thứ gì đó bị đốt cháy vậy. Tôi vụt mở mắt ra. Hóa ra là xưởng trưởng châu đang châm lửa đốt xác chết của Tú Thanh. Xác chết khô quắc gặp mồi lửa liền vụt cháy mãnh liệt, lửa nhờ thế gió, rất nhanh nguyên cả xác chết đều bị ngọn lửa nuốt trọn còn về hai cái tượng gốm xương mèo thì bị xưởng trưởng châu ôm vào lòng đầu mày tôi nhíu chặt vẻ mặt vô cùng khó hiểu sau đó mới nói xưởng trưởng châu tại sao anh lại đốt xác chết việc này thậm chí còn gây ra cho tôi một cảm giác hoài nghi tình nghĩa mà xưởng trưởng châu dành cho tú thanh rất sâu nặng làm sao có thể đốt xác chết được kiểu gì cũng đừng có giống như đường hải vẫn còn có bí mật gì khác nữa chứ nếu thế sẽ khiến cho lòng tôi vô cùng khó chịu Dây tiếp theo Sưởng trưởng Châu lại cười cười, bất ngờ nói, Tú Thanh Bang nảy đi rồi, cô ấy nói với tôi, cô ấy chết dưới sông, con gái cũng chết dưới sông, cô ấy thấy theo tôi về nhà sẽ xui xẻo, rồi thì cô ấy bị một số thứ quỷ quái cuốn lấy cổ, rõ ràng là không thể lên bờ được, tôi cũng đã đưa người tới cứu cô ấy. Cô ấy càng không thể đem những tai họa này về cho tôi và bọn trẻ được. Nếu như cô ấy theo tôi về, khả năng tôi sẽ gặp phiền phức, mấy thứ đó sẽ tới lôi cô ấy xuống lại. Cô ấy muốn ở lại, Tôi đồng ý rồi, sau này tôi sẽ trú ở bên bờ sông Dương, thờ cúng hai đứa bé này, cho tới khi chúng nó đi đầu thai. Những lời này của xưởng trưởng châu càng khiến tôi im bặt. Lại liên tưởng đến gã lúc ban nãy, nói rằng gã ngủ gật nằm mơ, thấy cổ vợ gã bị cuốn xích sắt như có thứ gì đó đang kéo cô ta vậy, càng khiến người tôi nổi đầy da gà. Chuyện này cũng khớp với việc báo mộng. Tuy nói là tôi không nhìn thấy hồn ma của Tú Thanh, nhưng giữa người và quỷ, chuyện này vốn dĩ đã vô cùng huyền diệu Hoặc là cô ta chỉ muốn cho sưởng trưởng châu nhìn thấy, cũng không biết chừng Xác chết của Tú Thanh cháy nhanh khác thường Phải nhanh hơn việc thiêu xác chết thông thường rất nhiều rất nhiều Cuối cùng một cơn gió sông, đem cho cốt thổi bay lên Rồi rắc xuống dưới lòng sông Dương Gió, lúc này mới dừng lại Thậm chí đến mây đen cũng bị thổi tan, ánh trăng lại tiếp tục trót xuống dưới. Cùng lúc này, tôi lại phát hiện trong làng nước sông, lờ mờ có không ít bóng đen đang lao qua lại. Thậm chí trong những lùm cây cạnh mép sông, còn có mấy con chui ra. Dưới ánh trăng, bóng đen lốm đốm được mặt nước phản chiếu, khiến sóng lưng tôi như có khí lạnh chạy dọc, da đầu thì càng như vỡ tung ra. Thứ từ trong lùm cây dưới mép sông bò lên bờ, chẳng phải chính là quỷ nước sao. Đám quỷ nước này trên cổ cũng cuốn dây xích sắt bóng nhoáng, âm u hung ác, rõ ràng là đang tiến về phía chúng tôi. Chỉ có điều cùng với lúc ánh trăng xuất hiện Thì lại từ từ lùi ra sau Rất nhanh Bọn chúng đã rút về lại dưới sông Dương Tôi đột nhiên nghĩ ra Bọn chúng sợ là không phải nhắm vào chúng tôi Mà là nhắm đến xác chết của Tú Thanh Dây xích sắt, trấn vật Rồi xác chết dưới đáy sông Và còn quỷ nước nữa Tuyệt đối là có liên hệ gì đó với nhau Lúc này, mấy người Phùng Chí Vinh Cũng đã lái xe tới trước Sau khi xuống xe Phùng Chí Vinh nhìn Sưởng trưởng Châu một cái, rồi mới nhìn sang tôi, "Là tiên sinh, xong việc rồi chứ?" Tôi gật gật đầu, trầm giọng nói, "Đợi chú Văn Tam lên nữa là xong việc rồi, sao thế?" Rõ ràng, sắc mặt Phùng Chí Vinh có chút khó coi. Ông ta mới nói, "Ban nãy phía đập sông đằng kia xảy ra chuyện rồi, Sưởng trưởng Châu, chuyện này, anh phải có lời giải thích cho nhà họ Phùng chúng tôi." Dây tiếp theo, ánh mắt của Phùng Chí Vinh lại hướng lên người Sưởng trưởng Châu mấy người nhà họ phùng đứng cạnh rõ ràng sắc mặt cũng chẳng dễ nhìn tí nào lập tức tôi liền nghĩ đến tiếng nổ và ánh lửa ban nãy phía đập sông đã xảy ra chuyện gì rồi mặt xưởng trưởng châu cũng đầy vẻ ngơ ngác phùng gia chủ lời của ông tôi nghe không hiểu bên đó xảy ra chuyện với việc tôi phải đưa ra lời giải thích cho nhà họ phùng có liên quan gì đến nhau phùng chí vinh hít một hơi thật sâu ông ta không nói thêm gì khác chỉ có một câu anh đi qua xem là biết người nhà họ phùng tôi bị liên lụy khiến mấy người gặp nạn tuy rằng anh có quan hệ tốt với la tiên sinh nhưng lời giải thích này anh bắt buộc phải đưa ra tôi nhíu chặt mày cũng không đứng ra giàn hòa mà nhìn vọng ra ngoài sông lúc này lưu văn tam lại đang đi hướng về phía bến tàu bên kia rồi đồng thời tôi cũng nghe thấy có tiếng hô từ phía ngoài sông vọng lại rõ ràng là lưu văn tam đang gọi tôi nói qua phía bến tàu bên kia rồi lão cập vào bờ tôi cũng thông báo một tiếng chúng tôi mới lên xe đi về phía hướng đập sông phía kia rất nhanh chúng tôi đã về đến bên ngoài đập giang đê lúc này có đám đông đang vây quanh một chỗ đầu người chen chúc thậm chí còn có một bóng đèn cao áp chiếu sáng trưng cả khu vực này những người vây quanh kia rõ ràng đều mặc đồ bảo hộ công trình là những công nhân xây dựng từ đường cạnh sông còn có không ít người nhà họ phùng sắc mặt bọn họ đều không dễ nhìn cho lắm khi chúng tôi xuống xe sông mặt tôi cũng biến sắc Vị trí này là chỗ lúc trước xưởng trưởng châu đổ xe, thứ những người này vây quanh, hóa ra là một chiếc xe đã bị cháy gần như chỉ còn lại khung xe. Phần nền đất bên dưới đã bị thiêu cháy đến mức nước toát ra. Đen xì xì đúng là khiến người ta kinh hãi. Mấy người bảo vệ tôi và Phùng Chí Vinh, đến phía trước xe, những người còn lại lùi ra thành một lối đi. Trên trán xưởng trưởng châu mồ hôi liên tục trĩ ra từng giọt to đùng, mí mắt gã giật điên cuồng. Tôi không nói lời nào, giờ mới biết tướng mặt của xưởng trưởng châu đại biểu cho điều gì. Càng nghĩ lại càng thấy sợ, nếu như ban nãy để xưởng trưởng châu lái xe, e rằng chúng tôi đều phải gặp họa. Phùng Chí Vinh lúc này mới lạnh giọng nói, chiếc xe này của anh bị người ta động chân tay vào rồi, ban nãy lúc phát nổ, liên lụy khiến mấy người nhà họ phùng chúng tôi bị thương, thương tích còn rất nghiêm trọng. Xưởng trưởng châu, bọn họ coi như thay anh gánh họa, anh nói lời giải thích này anh có nên đưa ra không? phùng chí vinh tôi có gây khó dễ cho anh không sắc mặt của xưởng trưởng châu càng trắng nhợt hơn trong mắt gã cũng có vài phần sợ hãi của việc thoát chết rồi mới khàn giọng mở miệng đáp phùng gia chủ rồi tôi sẽ giải thích mấy người anh em nhà họ phùng gặp chuyện kia tiền thuốc men tôi lo tiền bồi thường tôi chi còn về đứa động tay chân muốn lấy mạng tôi này tôi chắc chắn sẽ lôi chúng nó ra tới lúc đó tôi sẽ thông báo cho nhà họ phùng để nhà họ phùng cùng tới đòi lời giải thích phùng chí vinh mới gật gật đầu những người khác nhà họ phùng rõ ràng cũng dịu đi vài phần hiển nhiên là tương đối vừa ý với câu trả lời của xưởng trưởng châu cầu tàu bên cạnh vọng lại tiếng kêu của lưu văn tam gọi tôi qua tôi lại lập tức quay người bước lên trên cầu tàu ở cạnh xưởng trưởng châu và phùng chí vinh và cả một số người của nhà họ phùng đều theo sát phía sau tôi phía rì gần cầu tàu thuyền vớt xác đổ vững vàng sát với bờ lưu văn tam đã bê một bức tượng đen xì xì đầy vết gỉ sét lên đặt dưới đất ánh trăng chiếu rọi lên trên nó vẻ bề ngoài lạnh lẽo chẳng phải chính là quỷ nước sao tuy rằng làm bằng sắt nhưng hình dáng nó rõ nét đặc biệt là phần đầu chỉ có thể nói là giống y như thật sống mũi tẹt lúng đôi mắt tròn đến mức gần như lồi ra khuôn mặt lại rất nhỏ đường nét đại khái kiểu má hóp mồm nhọn xương gò má đẩy lên rất cao lông mày nhọn hoắt ở thắt lưng con quỷ nước này Còn có một sợi xích sắt được đúc thẳng lên trên Cuốn chắc nịch lấy nó Đầu kia của sợi xích thì bị trảm quỷ đau chặt đứt Vết cắt rất phẳng Lưu Văn Tam không chỉ lôi lên một pho tượng trấn vật Trên thuyền còn có mấy pho tượng nữa Thậm chí còn có một đoạn xích sắt Lão lúc này rõ ràng đã mệt phờ Trên cánh tay gân xanh vẫn cứ nổi gồ lên Còn run rẩy một cách mất kiểm soát Thập lục Mày xem xem có đủ không Nếu không đủ Đợi nghỉ ngơi một đêm rồi chú Văn Tam lại xuống vớt tiếp. Lưu Văn Tam lau trán một phát, cũng chẳng biết đấy là mồ hôi hay là nước sông nữa. Đủ rồi chú Văn Tam. Tôi hít sâu một hơi trả lời, ngồi sổng xuống cúi đầu nhìn bức tượng. Lúc này Phùng Chí Vinh cũng gọi, đều lên thuyền, bê mấy cục sắt này xuống. Kiếm chiếc xe chở về nhà chính. Tiếp đấy ông ta lại nói với tôi, rằng tốt nhất cứ về khu nhà họ Phùng trước đã, bây giờ đêm khuya rồi, tôi lại vừa xuất viện, Lưu Văn Tam cũng sắp mệt đứt hơi rồi, lang thang ở ngoài, sợ sẽ gặp nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát. Tôi cũng gật gật đầu. Phùng Chí Vinh nói không phải không có lý, bất kể là nguy hiểm ẩn núp quanh người xưởng trưởng châu, hay là Lý Đức Hiền vốn dĩ đã ở thế đối đầu với nhà họ Phùng, đều cần ngàn vạn lần cẩn trọng. Người nhà họ Phùng bắt đầu bê đồ, Lưu Văn Tam cũng mò trong túi ra một chai nhị hoa đầu nhấp hai ngụm, châm một điếu thuốc rồi lên chiếc xe được Phùng Chí Vinh sắp xếp. Trước khi lên xe, tôi còn nhìn vọng ra chỗ từ đường đang được xây dựng một cái lại hỏi phùng chí vinh từ đường này có sắp xếp gì đặc thù không phùng chí vinh giải thích với tôi nói rằng từ đường xây ba tầng dù gì cũng phải đặt đến cả ngàn xác chết mỗi một cái xác cũng đều cần một bài vị và quan tài độc lập thi công vẫn phải cần một thời gian dài nhưng cũng chẳng có sắp xếp đặc thù gì vì ông ta cũng chẳng hiểu thợ xây cũng không rõ đường lối trong chuyện này lúc này ánh mắt phùng chí vinh rõ ràng có chút sáng rực lên nhìn tôi nói thật lúc trước tôi cũng chẳng nghĩ đến những thứ chi tiết như thế này chỉ là ông nội tôi nói lấy vạn nhà làm nhà vớt ngàn xác lên thờ cúng chỉ cho tôi phương án giải quyết nhưng bây giờ tôi hoàn toàn là nhìn thấy những trấn vật được vớt lên này mới có thêm một số ý tưởng khác trấn xác phá sát là phương pháp xử lý nhắm vào trâu sắt nhưng trấn vật của sông dương lộ ra đại biểu cho việc con sông này cũng có tai họa vẫn còn chưa biết đây có phải là phản ứng liên đới do trâu sắt gây ra hay không nếu như việc xây từ đường này Đồng thời cũng có tác dụng trấn sông Hoặc giả sẽ có thể lại nâng phong thủy của đập sông Dương lên một tầm cao mới Cũng chưa chắc đã không được Dù gì cả vạn nhà này đều đồng ý tới thờ cúng sát chết Tặng lại cơ duyên may mắn lớn cho họ Cũng là nhân quả liên quan Nghĩ xong Tôi bảo với Phùng Chí Vinh từ đường cứ xây theo kế hoạch Tôi sẽ suy nghĩ để thêm một số thứ vào trong đó Hoặc giả sẽ có lợi cho toàn thành phố nội dương Phùng Chí Vinh gật đầu lia lịa, có điều ông ta cũng không đề nghị nói nhà họ phùng muốn được hưởng gì đường đường là thổ hoàng đế sông dương vẫn biết tiếng lùi có chừng mực đứng trước đại thị phi không hề có chút tư lợi nào trước khi lên xe tôi cũng nói chuyện đơn giản đôi câu với xưởng trưởng châu chung quy là bảo gã chú ý an toàn cẩn thận là trên hết sau đó mới ai đi đường nấy đến nhà họ phùng xong đêm đã rất khuya rồi gần như đã đến một hai giờ sáng bà nội tôi đã đi ngủ từ lâu ý của phùng chí vinh cũng là đợi ngày mai nghỉ ngơi xong thì gặp mặt ông ta sắp xếp phòng cho tôi lưu văn tam thì ở ngay cạnh phòng tôi sau khi tôi vào phòng thì lại là lần hiếm có không cảm thấy mệt nhọc gì lắm mà ngược lại còn rất tỉnh táo ý tưởng rất nhiều đây sợ là do nằm viện lâu quá tôi đã có sự kháng cự với cuộc sống chỉ nằm trên giường một cách máy móc kia rồi thậm chí tôi còn không muốn nằm lên giường mà ngồi xuống bàn ở cạnh giường lôi trạch kinh ra lật xem cả nửa buổi đại khái cũng là xem thêm nội dung của các chương liên quan đến trấn vật bản thân tôi đã đọc hết trạch kinh tận mấy lượt rồi chỉ là vẫn còn chưa lý giải thấu đáo thôi rất nhiều nội dung đều có chút ấn tượng sau khi trong lòng có sự tính toán tôi mới lên giường đi ngủ lúc này cũng đủ buồn ngủ rồi tôi chìm sâu vào giấc ngủ lần này tôi không nằm mơ nhưng lại cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt lạnh buốt bên tai còn cứ nghe thấy tiếng tí tách tí tách giống như đường ống nước bị rò nước rớt xuống đất vậy cùi tay cứ lúc lại bị người ta chọc chọc một cái bất thình lình có người gọi la thập lục tỉnh dậy tỉnh dậy nhanh tôi muốn mở mắt ra nhưng kiểu gì cũng không mở ra được nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha